Chương 41 Chương 41 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương thứ 44 mạc tử đồ, bọn hắn như thế nào ra khỏi thành sao? Vũ thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, khi mạc thiểu gia cùng hai cái người hầu mang theo tiểu nữ hài nhi lên một chiếc xe ngựa, xe ngựa lạnh nghề hơn nửa canh giờ sau thế nhưng theo năm cửa thành ra khỏi thành. Hừ, ra khỏi thành cũng tốt. Bản thân ta muốn nhìn các ngươi có thể đi nơi nào. Vũ thần trong lòng khóe miệng cười, ra khỏi thành rất tốt làm việc. Xe ngựa ở trong thành thì vũ thần không dám buông ra tốc độ, đi theo xe ngựa có chút cố hết sức. Có thể là đã ra thành liền thoải mái, lấy vũ thần tốc độ có thể thoải mái đuổi kịp. Lại đi trước hơn 50 lý sau, xe ngựa dần dần tiến lên một cái khe núi bên trong, vũ thần nhìn nhìn chung quanh, mày hơi hơi nhíu xuống. Lại cất bước đi theo, lại đi trước đại khái tam dặm tả hữu, một tòa phong cách cổ xưa trang viện xuất hiện ở vũ thần trước mặt vũ thần hô khẩu khí thầm nghĩ cuối cùng tới này ba dặm khoảng cách minh tiếu lính gác đứng ở vị trí kín đáo không dưới 10 chỗ này trang viện xem ra không đơn giản a à? đây là một tòa thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa trang viện bởi vì chỉ có thể nhìn đến một mặt cho nên vũ thần không thể phán đoán trang viện hiểu rõ quy mô bất quá vũ thần đoán diện tích hẳn là rất lớn trang viện chỉnh thể mang theo một cổ thản nhiên sơ sát tiêu điều khí, vũ thần bằng vào trực giác có thể cảm giác đến, trong trang viên có cao thủ, ít nhất là cấp cao võ giả. Tiếng Hay là không tiếng Vũ thần có chút khó xử nghĩ đến Chính mình hoàn toàn không cần phải Quảng này nhất sạp sự, chính là mặc kệ, lương tâm của mình thật sự trở ngại vả lại tham hắn tìm tòi Chỉ nếu không có thánh giai cao thủ, Xem coi như bị phát hiện cũng không có ai có thể lưu lại chính mình. Vũ thần trong lòng thầm suy nghĩ nói, lặng lẽ đi tới trang viện bên cạnh, Vũ thần nhắc tới khí kình, hai chân ở trên tường mảnh liệt đặng vài cái, một cái xoay người tiến vào trang viện. Hảo một tòa đề phòng xâm nghiêm trang viện. Vũ thần trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, bằng vào kiếp trước hắc ám chấp pháp giả kinh nghiệm, Vũ thần cẩn thận đi tới lên, né tránh nhiều đội tuần tra cùng trạm gác. Thiếu gia kia tiểu lê đã muốn an định lại theo nàng ngày hôm nay biểu hiện xem có thể gia nhập chúng ta đội thứ ba bắt đầu từ ngày mai có thể nhận huấn luyện một vị lão người thanh âm của xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào tay vũ thần trong tay ân nhờ triệu bá một thiếu niên thanh âm của truyền ra ai lão nô cũng chỉ hy vọng thiếu gia có thể sớm lớn lên có thể vì chủ công báo thù lão giả mang theo một tia cảm thán nói cho bọn hắn tốt nhất đãi ngộ cũng muốn cho bọn hắn huấn luyện nghiêm khắc nhất dạ bọn hắn hại chết phụ mẫu ta lại đã cho ta cái gì cũng không biết ở mạc thanh phong trong mắt ta mạc tử đồ chỉ là một thật to quần áo lụa là tử ha ha mạc thanh phong ta nhất định thân thủ giết ngươi vi phụ mẫu ta báo thù mạc tử đồ hắn nguyên lai chính là mạc tử đồ Vũ thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, Ly Thanh Tuyết nói qua này mạc tử đồ, để đô tám đại quần áo lụa là một trong mạc tử đồ. Báo thù. Báo thù cho cha mẹ. Hắn không có cha mẹ sao? Trong miệng hắn mạc thanh phong, chẳng lẽ cường nhân của hắn phải? Người nhà của mình. Hắn gặp được thế nhưng cùng mình như thế giống nhau. Gia tộc. Lại là gia tộc chi nhánh loạn vũ thần trong lòng đột nhiên nổi lên một loại nồng đậm bi thương cốt nhục chí thân kia đều có thể cốt nhục chí thân a à, chẳng lẽ ở cái thế giới này thân tình chính là như vậy không quan trọng gì sao xem ra này mạc tử đồ cũng là vì sinh tồn mới hỗn ra cái đế đô tám đại quần áo lụa là danh hào vũ thần trong lòng thầm suy nghĩ đến chính mình so với hắn so sánh với cũng cần may mắn một ít bởi vì chính mình ít nhất còn có mẫu thân còn có một cái da mà hắn, chỉ có một lão nô làm bạn, còn muốn che giấu chính mình, trải qua nói không khỏi tâm cuộc sống, chịu được lên thế nhân xem thường. Nghĩ đến đây, vũ thần không khỏi thở dài một tiếng. Ai? Trong phòng lão giả đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Vũ thần trong lòng cả kinh, vừa rồi quan cảm tháng, cũng không cẩn thận tăng thêm khí tức của mình, bị phát hiện. Vũ thần nhìn thấy lão giả theo cửa sổ thoát ra, không kịp nghĩ nhiều, thân hình nhoáng lên một cái cấp tốc hướng lui về phía sau đi. Tiểu tử chạy đi đâu? Lão giả thân mặc sắc tố đen áo dài, một cái da tóc ngăn ở vũ thần phía trước. Tầng thứ 9 cao thủ. Vũ thần trong lòng cả kinh. Đối phương không ngờ là tầng thứ 9 cao thủ, nếu như mình bất hóa thân huyết thần điêu, là trăm triệu không thể theo tầng thứ 8 tầng thứ 9 cao thủ trong tay chạy thoát. Làm sao bây giờ? Vũ thần lo lắng thầm nghĩ lão giả ngăn đón vũ thần cũng không có vội và động thủ, bởi vì lão giả mơ hồ cảm thấy được, thiếu niên này không đơn giản, tuổi nhỏ như thế thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động lặng đến nơi đây, nếu không phải thở nặng một ít, liền ngay cả mình đều phải giấu giếm tới, sẽ đơn giản mới là lạ. Đúng lúc này, một thiếu niên theo cửa phòng lý đi ra, thiếu niên môi hồng răng trắng, thân mặc một bộ màu đỏ sậm cẩm bào, eo buộc tam màu tơ lụa, đủ đặn ố vàng màu thiếp vàng dày, lớn lên quả thật không tệ người đâu vũ thần nhận thức, đúng là ban ngày nhìn qua thiếu niên, mạc tử đồ. Mạc tử đồ biết có người ở ngoài nghe lén cũng là hoảng sợ, nếu để cho gia tộc người biết mình quần áo lụa là là giả tạo, chỉ sợ không cố gia gia phẫn nộ, nhi trực tiếp đối với chính mình động thủ. Hoàn hảo. Bị triệu bá khống chế được. Ngươi là ai? Vì cái gì trọng nghe chúng ta nói chuyện? Mạc tử đồ chứng kiến đối phương là một đứa bé, không khỏi hai mắt tỏa sáng hỏi ta sao ta chỉ là đi qua ta cũng không có nghe các ngươi nói chuyện a à? vũ thần nhún vai thoải mái nói ha ha nguyên lai là cái đi qua a à? hảo một cái đi qua của ta trang viện như thế hẻo lánh thủ vệ nhiều như thế ngươi thế nhưng có thể một cái đi qua đi ra ta ngoài cửa sổ thật sự là thật bản lãnh a à? ngươi nói như vậy chính ngươi tin sao tiểu bằng hữu nói dối chính là không tốt a à. mạc tử đồ cười nói hừ ngươi cho là ngươi so với ta lớn hơn bao nhiêu sao tiểu bằng hữu vũ thần sờ sờ cái mũi nói có ý tứ thật sự chúng ta đều là tiểu bằng hữu a à, ha ha mạc tử đồ nghe được vũ thần trong lời nói không khỏi ha ha cười nói mạc tử đồ nhìn thấy vũ thần sau trong lòng đã muốn rõ ràng đối phương không phải gia tộc phái tới người bởi vì trong gia tộc cũng không có như vậy số một nhi a à. ngươi không để cho vị này lão bá động thủ chắc là có nguyên nhân a à. vũ thần nhìn thấy mạc tử đồ nói trên mặt một bộ trời sập xuống cũng không cần vẽ mặt ngươi thực thông minh ngươi nghe được chúng ta nói chuyện tin tưởng lấy của ngươi thông minh cũng có thể đón được ta lưu lại mục đích của ngươi mạc tử đồ nhìn thấy vũ thần cười nói chính là ta lại không nghĩ cho ngươi khi nô lệ Vũ thần cười lạnh nói. Cái gì? Nô lệ. Ai nói là khi nô lệ? Mạc tử đồ đột nhiên sắc mặt phát lạnh nói. Nói lầm bầm. Vũ thần cười lạnh một tiếng. Ngươi hôm nay bắt trở về tiểu cô nương kia nhi, ngươi không lại nhanh như vậy liền không nhớ rõ chứ. Ngươi đem những này người thưởng đến tiến hành huấn luyện, sau đó làm cho bọn họ đi báo thù cho ngươi, thậm chí đi tìm chết. Đây không phải nô lệ, vậy ngươi nói đây là cái gì mà tử đồ nghe được vũ thần trong lời nói trong lòng vốn là cả kinh theo sau hơi suy nghĩ một chút liền tỉnh ngộ không khỏi nở nụ cười nguyên lai tiểu tử ngươi là từ đế đô theo dõi ta đến nơi đây a à, ha ha cùng chúng ta một đường thế nhưng không có bị chúng ta phát hiện còn tránh thoát khe núi trong sáng tối tiếu thật sự là thật bản lãnh a à, ta phát hiện ta nhưng có thể càng ngày càng thích ngươi người kia nga bất quá. Ta nhưng không thích ngươi. Đừng nói sang chuyện khác. Vũ thần biểu môi nói, kỳ thật lúc này vũ thần đối với cái này cái mạc đại công tử đã không có cái gì ác cảm, bởi vì vũ thần trực giác cảm thấy, này mạc tử đồ không phải cái ác nhân, hơn nữa hắn đối với chính mình cũng không có ác ý. Vũ thần thực cùng tính trực giác của mình, từ dung hợp huyết thần điêu lúc sau, vũ thần ngạc nhiên phát hiện, ở đối mặt một cái người là thời gian, chỉ bằng trực giác là có thể đoán được đối phương phẩm hạnh. Hơn nữa thực dễ dàng đoán được đối phương đối với chính mình có hay không ác ý, tuy rằng chính là trực giác, nhưng Vũ Thần lại phi thường tin tưởng, bởi vì theo làng Ti Lên cùng nhau đi tới, loại này trực giác chưa từng có bỏ qua. Phải biết rằng, ma thú thường thường ở trước tiên có thể bằng vào trực giác đoán được một người đối với chính mình có hay không ác ý, càng là cấp cao ma thú, phán đoán cũng càng là chuẩn xác, Vũ Thần dung hợp huyết thần điêu chính là cao nhất ma thú sở vũ thần cũng có được huyết thần điêu này nhất ma thú tiên thiên trực giác đặc tính được rồi ngươi nói ta đem bọn họ cho rằng nô lệ vậy ngươi có dám hay không cùng ta cùng đi xem xem này đó miệng ngươi trong nô lệ đây mạc tử đồ ông ngực nói có gì không dám ngươi phía trước dẫn đường vũ thần cũng không sợ hãi đối phương ra vẻ thực lực đối phương cao nhất đúng là cái kia tên là triệu bá lão nhân nơi này cũng không có thánh giai cao thủ như nếu như đối phương bức nóng nảy vũ thần, vũ thần hóa thân huyết thần điêu, nếu muốn chạy ra nơi này là dễ dàng. Vũ thần theo mạc tử đồ hướng trang viện mặt sau đi, mà cái kia triệu bá còn lại là gắt gao đi theo mạc tử đồ phía sau, ở triệu bá nhãn lực, vũ thần hiển nhiên là một cái nguy hiểm người, hắn nhất định phải bảo vệ tốt mạc tử đồ. Trên một đường này tuần tra trang đinh rất nhiều, nhưng là xuyên qua một đạo tường cao sau đại môn liền không còn có một cái tuần tra nhân viên. Vũ thần biết, nơi này hẳn là trang viện bên trong viên công tử hai cái đang ở đánh nhau thiếu niên chứng kiến mạc tử đồ cung kính ân cần thăm hỏi nói ân các ngươi tiếp tục mạc tử đồ gật đầu nói công tử mười mấy thân mặt màu đen bó sát người chiến đấu phục được nữ tử cung kính hô các ngươi tiếp theo huấn luyện ba ngày sau chọn lựa có thể hay không rời đi trang viện liền xem các ngươi bản lãnh của mình Mạc Tử Đồ khẽ cười nói, "Là, vâng, đúng." "Công tử." Cùng nhau đi tới, Vũ Thần kinh ngạc phát hiện, bên trong trong vườn người nam nữ lớn tuổi nhiều ở 10 tuổi đến 20 tuổi trong lúc đó, tất cả mọi người tại liệu mạng huấn luyện lên, bọn hắn ở nhìn thấy Mạc Tử Đồ sau, trong ánh mắt có chính là tôn kính, Vũ Thần nhìn ra được, đó là phát ra từ nội tâm sùng kính. "Ngươi làm như thế nào?" Vũ Thần ngồi ở trên mặt ghế đá nói, ha ha. Rất đơn giản. Ta cùng bọn họ tiếp xúc, dùng là là nơi này. Mà tử đồ nói xong dùng ngón tay chỉ lòng mình khẩu. Bọn họ đều là người bắt trở về tới. Vũ thần trong lòng gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Đương nhiên không phải. Trong bọn họ có rất nhiều đều là không nhà để về người, có đế quốc dũng sĩ con mồ côi, có lưu lạc đầu đường tên khất cái, có bị người áp bách điếm tiểu nhị ta thu nhận và giúp đỡ bọn hắn ta cấp bọn hắn gia ấm áp bọn hắn lấy ta làm huynh đệ đồng dạng ta cũng vậy bọn họ cho rằng huynh đệ vậy ngươi còn muốn dùng bọn hắn đi báo thù cho ngươi vũ thần thanh âm đột nhiên nói không bọn họ là huynh đệ của ta đồng dạng cũng là cùng ta cùng chung chí hướng bằng hữu tuy rằng bọn họ là thủ hạ của ta có thể là bọn hắn cùng ta giống nhau đều có một cường giả mộng Bọn họ là thuộc loại thế lực của ta, nhưng là chân chính báo thù, nếu không phải bọn hắn, mà là mặt khác một nhóm người. Là, vâng, đúng, tu luyện giả. Ngươi thật thông minh. trường ngươi ra vừa rồi nhìn thấy cái kia hơn 100 người, tại Hậu Sơn còn có 37 danh tu luyện giả. Bọn hắn nhận chính là triệu bá điện mục thức huấn luyện, bọn hắn mỗi người đều muốn sẽ trở thành cường giả. Bọn hắn mới là người báo thù lực lượng. Vũ Thần gật đầu nói, cũng là tương lai của ta trở thành thời điểm đoàn thể, bọn hắn mỗi người đều là ta thân mật nhất đồng bọn. Triệu Bá, để Ngô Gia Gia cùng Tiểu Lê lại đây đi. Vũ Thần nghe được mặt tử đồ trong lời nói, trong lòng giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì. Không lớn trong chốc lát, một người lão hán cùng một cái tiểu cô nương Nhi đã đi tới. Là, vâng, đúng, ngày hôm nay gia tôn hai người vũ thần nhìn thấy đi đến phụ cận một già một trẻ nói thiếu gia công tử kia lão hán cùng tiểu nữ hài nhi nhìn thấy mạc tử đồ sau cung kính nói ngô gia gia ngài nói cho vị tiểu huynh đệ này ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra đi mạc tử đồ nói dạ lão giả cung kính nói tùy sau đó xoay người nhìn về phía vũ thần nói vị công tử này ta cùng tôn nữ của ta tiểu lê là trốn chết đến đế đô nửa tháng ở cùng đường dưới tình huống bị mạc thiểu gia thu nhận và giúp đỡ tin tưởng công tử cũng biết mạc thiểu gia vì che giấu người đời tầm mắt của người giới bên ngoài là một cái gì thân phận ta cùng tiểu lê là con người mới cho nên ngày hôm nay phối hợp thiếu gia diễn như vậy vừa ra diễn dựa vào lại bị một tuồng kịch cấp nhiễu đi vào còn đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái Vũ Thần trong lòng thầm mắng một tiếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42 Chương 42 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương thứ 45 câu cá thanh niên, ngô gia gia, ngài cùng tiểu lê đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Mạc tử đồ đối lão giả kia nói. Là, vâng, đúng, thiếu gia. Lão giả lên tiếng, mang theo tiểu nữ hài nhi xoay người rời đi. Tin tưởng chuyện này ngươi đã muốn rõ ràng. Có ý nghĩ gì? Mạc tử đồ nhìn thấy vũ thần cười nói. Vũ thần nhìn thấy kia một già một trẻ bóng lưng rời đi đột nhiên cười, nói. Ta đã biết bí mật của ngươi. Ngươi không sợ ta nói ra đi. Vũ thần nói xong dựa ở thạch lan trên, một bộ tự tại nhàn nhã bộ dạng, không lo lắng chút nào đối phương đối với chính mình bất lợi ha ha đương nhiên không sợ bởi vì ngươi sẽ không mà tử đồ một bộ định liệu trước nói nga ha ha làm sao ngươi biết ta sẽ không vũ thần nhiều hứng thú hỏi bởi vì ta thật sự không nghĩ ra được ngươi nói ra lý do ngươi nói ra giống như không chiếm được chỗ tốt gì đi nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì ngươi ở đây nhi ta ở chỗ này ha ha nào có như thế nào như thế nào giảng ngươi chịu vì một cái tố không nhận thức tiểu nữ hài nhi theo ta đến nơi đây cũng ẩn vào của ta sơn trang xuất hiện ở nơi này theo hành vi của ngươi ta nhận định ngươi không phải là không có đạo nghĩa người hơn nữa ngươi cũng đã phát hiện ta cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện tình cho nên ta tin tưởng ngươi sẽ không nói ra đi ha ha thảo một cái tin tưởng ta sẽ không nói ra đi. Khi ngươi có biết ta là người như thế nào sao? Dựa vào cái gì nhận định ta không phải gia tộc của người lý phái tới người ni? Vũ thần cười hỏi. Mạc tử đồ ha ha cười, ta mặc dù không biết ngươi là ai. Nhưng ta có thể khẳng định, ngươi cũng không phải gia tộc phái tới người, lại càng không là đế đô thế gia công tử, tình báo của ta tuy rằng rất kém cỏi. Có thể này một ít từ tính vẫn phải có nếu ta không có đoán sai ngươi hẳn là đến từ đế đô ở ngoài thế gia lại có lẽ là thế ngoại cao nhân đồ đệ nhưng mặc kệ ngươi là ai ta nhưng có thể khẳng định chúng ta trong lúc đó hiện tại không có bất kỳ mâu thuẫn tuy rằng không biết ngươi tới đế đô cần làm nhưng ta biết ngươi sẽ không bán đứng ta không phải sao huống chi lấy ngươi hiện tại đích niên kỹ cùng thực lực thành tựu tương lai rất có thể không dưới ta ngươi phân tích nhưng thật ra đủ thấu đáo a à, ha ha thành tựu tương lai rất có thể không dưới ngươi nếu ta không có nhìn lầm ngươi hẳn là một cái phi tu luyện giả đi ngươi lại vũ thần lời còn chưa nói hết chỉ thấy mạc tử đồ thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái đột nhiên tới gần đến vũ thần một thước chỗ vũ thần bị mạc tử đồ thình lình xảy ra hành động hoảng sợ theo bản năng làm ra phòng ngự phản ứng không cần khẩn trương Ta che giấu cố hảo đi." Mạc Tử Đồ ha ha cười. Tốc độ thật nhanh. Không nghĩ tới ngươi cũng là tu luyện giả, hơn nữa còn là trung cấp võ giả." Vũ Thần kinh ngạc nói, Vũ Thần trăm triệu không nghĩ tới, này Mạc Tử Đồ không ngờ là một cái võ giả, hơn nữa còn là trung cấp võ giả. Tuổi của hắn, tối đa cũng bất quá 15-16 tuổi, thế nhưng tu luyện tới trung cấp võ giả. Cùng kia ly thanh tuyết so sánh với cũng là không thể kém A. À, hai người này đều hẳn là cũng coi là trăm năm khó gặp thiên tài. Chính mình đi vào đế đô mới vài ngày A, à, liền gặp hai một thiên tài. Này thiên tài khi nào thì như vậy không đáng giá tiền. Vũ thần trong lòng bồn chồn nghĩ đến. Ngươi nhất định rất tò mò vì cái gì phía trước không có phát hiện ta cũng vậy võ giả đi. Mạc tử đồ cười nói. Vũ thần gật gật đầu, chỉ bằng hơi thở vũ thần có thể đoán được rất nhiều tu luyện giả tu vi thế nhưng một lần vũ thần thậm chí ngay cả đối phương là tu luyện giả đều nhìn không ra trong lòng quả thật thực nghi hoặc bởi vì ta cùng ngươi giống nhau có một việc ẩn nấp tu luyện giả hơi thở vật phẩm mạc tử đồ nói xong đưa tay quơ quơ tay trái cũng chỉ chỉ trên ngón trỏ cái kia mai màu đỏ sậm nhẫn nguyên lai like là như vậy nhất định là kia cái nhẫn nguyên nhân bọn hắn cảm giác không ra ta cũng vậy tu luyện giả ra mòi đã cho ta cũng là bằng vào vật phẩm che giấu hơi thở, bất quá cho là như vậy cũng tốt. Vũ thần trong lòng thầm suy nghĩ đến. Thì ra là thế. Nếu ta còn là sẽ không gia nhập ngươi dưới trướng đây. Vũ thần cười nói. Ha ha. Ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là tâm tư lại cực kỳ thành thục ổn trọng, ta đã cải biến ý nghĩ của ta, ta đây nho nhỏ trang viện lại như thế nào dung hạ được ngươi sao? ngươi nếu rời đi ta sẽ không tiến hành chút ngăn trở chẳng qua trước khi đi ngươi có dũng khí hay chưa theo giúp ta ăn một bữa cơm đây vũ thần nghe được đối phương nói như vậy ngẩng đầu nhìn sắc trời sớm đã qua cơm chiều thời gian thật đúng là có đó đói bụng đối phương hiển nhiên cũng đoán được chính mình một đường theo tới không có ăn cơm xong nghĩ đến đây vũ thần nhếch miệng cười nói có gì không dám chính là không biết quý trang có hay không hảo tửu Ha ha! Cho người ta quen biết. Cạn ly. Mạc tử đồ lại dơ lên chén rượu. Hảo! Kiên! Vũ thần đã muốn hét lên một vò rượu lớn, tuy nhiên là ai đến cũng không. Cừ tuyệt, hơi ngửa đầu lại uống xong, rượu này tuy rằng so ra kém Ngọc Quỳnh cùng Hồng Diệp Ngưng, chính là ở cái thế giới này coi như là thượng phẩm, uống rượu quý ở thổ lộ tình cảm nha. Vũ thần đã biết mặt tử đồ chuyện tình. Mạc Tử Đồ cũng không có tiếp tục cái gì giấu giếm, đem tình huống của mình cùng Vũ Thần hoàn toàn nói một lần, Vũ Thần cũng là khâm phục này Mạc Tử Đồ bằng phẳng. Mạc Tử Đồ gặp được cùng Vũ Thần quả thật có vài phần tương tự, đều là trong gia tộc đấu người bị hại. Mạc Gia tuy rằng so ra kém tứ đại gia tộc cùng mới cất ly gia, có thể Mạc Gia ở đế đô cũng cũng coi là nổi danh đại thế gia một trong. Mạc Tử Đồ năm tuổi thời gian, cha mẹ mang theo Mạc Tử Đồ đi trước thành thiên hồng thăm người thân, trên đường lọc vào ám sát, ngoài cha mẫu vi Song sông ngộ hại, lão bộc người triệu bá mang theo mạc tử đồ may mắn đào thoát, về tới đế đô, mạc tử đồ gia gia đừng trung biết nhi tử con dâu gặp chuyện bỏ mình, rất là phẫn nộ, cả đế đô nhất lên nhất trường phong ba, tuy nhiên nó không có xét sự chút manh mối, chính là mạc tử đồ lại biết, lần đó đâm giết người của bọn họ là ai. Bọn hắn gạt lão gia tử, nghĩ đến làm thực sạch sẽ, ở tại triệu bá không tiếc dưới sự cố gắng, vẫn là đã phát hiện dấu vết để lại Mà tử đồ chút hà khẩu rượu tiếp tục nói nếu không phải ta từ nhỏ đã bị phụ thân ẩn tàng rồi tu luyện giả thân phận khủng bố bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta hiện giờ ta hỗn ra đế đô tám đại quần áo lụa là thân phận ha ha bọn hắn càng mặc kệ sẽ ta một cái chơi bời lêu lỏng quần áo lụa là lớn nhỏ ha ha chúng ta gặp được dữ dội tương tự thật sự là đều là chân trời lưu lạc người a à, uống vũ thần cười khổ một tiếng không khỏi suy nghĩ bảy năm trước chạy ra đế đô khi tình hình dữ dội tương tự chẳng lẽ thần vũ ngươi vậy vũ thần trùng điệp gật đầu khẽ nhíu chân mày nếu không có phương tiện nhiều lời kia cũng đừng có nói mà tử đồ chứng kiến vũ thần nhíu mày cười nói vũ thần lắc đầu cười khổ một tiếng tử đồ huynh thứ cho ta bây giờ còn không thể chi tiết bẩm báo bởi vì này sự kiện một khi nói ra đối với ngươi đối với ta đều không có lợi chuyện này liên lụy quá quả thật liên lụy rất lớn tứ đại gia tộc long gia đế quốc năm đó tối nghịch thiên tu luyện thiên tài long kiếm không ngoại ý muốn bỏ mình ngay cả thi thể đều không có để lại năm đó chuyện này chính là khiến cho tử không đại đế phẫn nộ thử nghĩ nhất quân thống soái gặp chuyện nếu như không có nội ứng tiếp ứng làm sao có thể làm được đến, cho dù là thánh giai cường giả, nếu muốn ở mấy trăm vạn trong đại quân ám sát nhất quân thống soái cũng là không thể nào. Trăm vạn đại quân, liên miên gần trăm dặm, vô luận là hạ trại, hành quân, vẫn là chiến đấu, thống soái soái doanh đều là nhất giữ bí mật, cho dù là thánh giai cường giả cũng tuyệt đối tìm không ra. Hơn nữa thân phận một khi bại lộ, cho dù là thánh giai cường giả cũng phải bị sinh sôi hao tổn chết, phải biết rằng, Trăm vạn đại quân Trần Pháp vây khốn cũng không phải là đùa vui, quản thực lực người rất cao đâu. Người cho dù là thánh giai cao thủ có năng lực giết mấy vạn. Mạc Tử Đồ mặc dù tốt kỳ, nhưng cũng biết vũ thần có không thể nói nguyên nhân, vì chúng ta giống nhau gặp được, Kiên. Vũ thần cũng không có, chút nào chần chờ, bưng chén rượu lên nói. Đích xác hẳn là Kiên, hơn nữa cần liên tiếp tam chén. Liên tiếp tam chén. Ha ha. Hảo liền liên tiếp tam chén. Tử đồ huynh. Ngươi đang ở đây đế đô to lớn, đối đế đô hẳn là thực hiểu biết đi. Vũ thần hỏi. Ha ha. Quả thật hiểu biết, cần là không có cừu hận trong người, ta chỉ sợ cả đời tử cũng không thể có thể như vậy hiểu biết. Đế đô thật sự là quá. Mạc tử đồ cười khổ xuống. Cả đế đô chia làm 13 cái khu. Ngoại thành có 8 khu, theo thứ tự là Đông, Tây, Nam, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc Bác Khu. Bên trong thành cùng sở hữu 5 khu, tối trung tâm chính là Hoàng Khu, Hoàng Khu chung quanh theo thứ tự là Hoàng Khu Đông, Hoàng Tây Khu, Hoàng Nam Khu cùng Hoàng Bắc Khu. Trong đó, Tư Mã Gia Vi Hoàng Khu Đông đứng đầu, Sở Gia Vi Hoàng Tây Khu đứng đầu, Hạng Gia Hùng Bá Hoàng Nam Khu, Long Gia còn lại là Hoàng Bắc Khu Thủ Lãnh. Trừ bỏ này để đô tứ đại thế gia ngoại, mặt khác thế gia phần lớn phân tán bên ngoài thành tám khu mười ba cái khu từng khu đều lớn thái quá tin tưởng ngươi đã muốn cảm thấy nếu dựa theo người thường đi bộ tốc độ chính là một ngày cũng đừng muốn từ một cái khu đi đến người kia khu vũ thần gật gật đầu không khỏi vi đế đô thật lớn mà cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng âm thầm may mắn may mắn nhận thức cái mạc tử đồ nếu như mình chậm rãi chuyển còn không biết đến phải đợi tới khi nào mới có thể quen thuộc tới đây chứ lần trước ly thanh tuyết nha đầu kia uống như vậy say cũng không có tìm hiểu đế đô bố cục Lần này vừa lúc ở Tử Đồ nơi này bổ sung. Ta tới Đế Đô là phụng sư mệnh tới tìm tìm một người. Tử Đồ huynh có không khả năng giúp đỡ vội. Vũ Thần nói. Chúng ta như thế ăn ý, liền đừng khách khí, ngươi muốn tìm ai? Mà Tử Đồ đối với Vũ Thần nói. Ha ha. Một người tên là Pado nhân. Tử Đồ huynh có thể nghe nói qua. Vũ thần nói xong ở trước ngực trong vạt áo lấy ra cùng nơi nâu kim chút tiểu bài nhi, đưa cho mạc tử đồ. Mạc tử đồ kết quả vũ thần đưa tới thẻ, cẩn thận nhìn trong chốc lát. Chúng sinh. Dài ở thương thiên. Hảo khí phách tám chữ A. Mạc tử đồ không khỏi nói. Pa đồ. Triệu bá ngài có thể nghe qua người này. Mạc tử đồ đối với phía sau triệu bá nói. Triệu bá mày nhíu lại lên nghĩ một lát nhi, lắc lắc đầu, ta trong ấn tượng không có người này. Chẳng lẽ, là dấu ở đế đô cao thủ? Cao thủ là khẳng định. Hơn nữa nhất định không phải bình thường cao thủ. Vũ thần kiên định nói. Triệu bá. Phiền toái ngài bắt đầu từ ngày mai, phái người ở đế đô 13 khu tìm hiểu người này. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được. Mạc tử đồ nói. Là, vâng, đúng. Thiếu gia, Triệu bá gật gật đầu. Tử đồ huynh. Để đồ to lớn như thế, như thế nào tìm hiểu? Vũ thần hỏi. Ha ha. Yên tâm đi. Người của ta tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng là đều ở 13 trong vùng rất náo nhiệt địa phương, tỉ như mỗi cái tử lâu, đổ phương. Để đô sườn đông 30 dặm ngoài một tòa xa hoa trong trang viên, một cái thân mặt màu trắng thiếp vàng cẩm bào, Cao sơ búi tóc thanh niên đang ngồi ở bên cạnh ao nhàn nhã điếu lên cá, thanh niên thoạt nhìn hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi bộ dạng lớn lên tuấn mỹ dị thường. Đôi giống như trong đêm đen hạng tinh, lóe thước người sáng rọi. Ba lão giả cho nhau nhìn nhìn, nối đuôi nhau mà vào đi tới hậu viên, nhẹ nhàng mà đi đến thanh niên phía sau, cung kính đứng thành một hàng. Thanh niên tự hồ không có phát hiện, tiếp tục điếu của hắn cá. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu việc của Tàng thư viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 Chương 43 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương thứ 46 thần thiếu, rốt cục mắt câu rồi. Ha ha! Thanh niên lôi kéo cần câu, một cái nhị thước chiều dài lên màu vàng vẫy màu đỏ lý bị lôi ra mặt nước. Ha ha! Đét! Các ngươi ba đến đây cũng có trong chốc lát, chính là dò xét được thanh niên tuấn mỹ cười hỏi tối mặt phải lão giả tiến về phía trước một bước cùng kính nói chứng kiến sư phó ở câu cá cho nên không có quấy rầy ha ha nói đi thanh niên tuấn mỹ cười nói sư phó sáng hôm nay có người thông báo nói đế đô ở đột nhiên nhiều ra rất nhiều người đang tìm sư phó ngài lão giả hiển nhiên cố ý tránh mở thanh niên tục danh ha ha. Mấy năm trước sư phó nói cho ta biết, nói cho ta tìm cái sư đệ, sẽ ở bốn năm sau lại tìm ta. Hiện giờ quả nhiên là đến đây. Ha ha. Thanh niên Tuấn Mỹ ha ha cười nói. Sư phó sư phụ cấp sư phó tìm sư phụ đệ. Đó không phải là chúng ta ba sư phụ thuốc sao? Đét nuốt khẩu nước miếng thầm nghĩ. Đét. Ngươi đi đế đô đem tìm người của ta mang lại đây, nhớ kỹ, là một kêu vũ thần nhi đồng thanh niên tuấn mỹ cười đối lão giả phân phó nói là vâng đúng sư phó ta đây phải đi kêu đét lão giả cung kính nói đợi một chút vẫn là chính mình đi thôi giống như có đã nhiều năm đều không có đi ra ngoài đi một chút thanh niên tuấn mỹ duỗi lưng một cái nói đét nghe được thanh niên trong lời nói trong lòng nhất mồ hôi đã nhiều năm làm sao là cái gì đã nhiều năm a à, ngài lão đều nhanh một ngàn năm không có rời đi qua trang viện. Các ngươi đều đi vội chính các ngươi chuyện này đi. Thanh niên Tuấn Mỹ nói xong thân hình chật lóe biến mất không thấy gì nữa. Đây là tốc độ cực hạn A. À. Đét nhìn thấy thanh niên Tuấn Mỹ biến mất vẻ mặt cung kính cùng hâm mộ nói. Ngươi thế nhưng ở tại thiên hương lâu A. À. Mà tử đồ nghe được vũ thần nói ở tại thiên hương lâu, không khỏi kinh ngạc nói kích động cái gì? Ngủ ở thiên hương lâu làm sao vậy? Ta ngủ ở vẫn là thiên tứ cấp khách phòng đâu? Vũ thần ha ha cười nói. Vậy ngươi cũng thật vận may. Không có đụng tới kia ly đại tiểu thư. Mạc tử đồ vi vũ thần nhéo đem mồ hôi lạnh nói. Ly đại tiểu thư. Ra mòi nhất định là ly thanh tuyết. Vũ thần trong lòng cười nói. Làm sao ngươi biết ta không có đụng tới? nói không chừng ta còn làm cho nàng theo giúp ta uống rượu đây vũ thần cười nói bồi ngươi uống rượu ha ha ngươi đừng đùa đụng tới nàng không xong lớp da chính là hảo còn uống rượu ta đã nói với ngươi chúng ta đế đô tám đại thiếu một đám kiêu hoành bạc hổ nhưng là phải là gặp phải nữ kia sát tinh cũng phải một đám ngoan ngoãn trốn đường nếu như bị cái kia nữ sát tinh bắt lấy đã có thể thảm không lục gia cũng phải rụng khối thịt a à. lý thanh tuyết lại bị nói khủng bố như vậy ta làm sao lại không phát hiện đây vũ thần trong lòng không khỏi nghĩ đến đẹp như thế ly thanh tuyết thế nhưng làm cho bọn họ sợ thành như vậy thật là một ngoan ngoãn lông giọt đông a à. đến nỗi sao ngươi chính là trung cấp võ giả còn đánh nữa thôi qua một cái nha đầu vũ thần đột nhiên cười nói ngươi đừng quên ta nhưng là không thể động thủ mạc tử đồ vẻ mặt đau khổ buồn bực nói ha ha đúng vậy ngươi ngươi không thể động thủ ha 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 vũ thần nghĩ đến mạc tử đồ không thể hoàn thủ bị đuổi theo thu thập không khỏi cảm thấy được buồn cười chứng kiến vũ thần cười chính mình mạc tử đồ thở dài nói đây là ta quần áo lụa là thân phận mang đến lớn nhất bi ai bất quá nhà đầu kia thực lực thật sự là không thể chê coi như không che giấu tu luyện giả thân phận ta chỉ sợ cũng không phải là của nàng đối thủ nàng thực lợi hại như vậy xem mạc tử đồ đối ly thanh tuyết đánh giá cao như vậy vũ thần tâm không khỏi càng phát ra thật là tốt kỳ ha ha hơn là lợi hại a chờ ngươi nhìn thấy nàng sẽ biết bất quá tốt nhất còn là đừng thấy thật là tốt bởi vì a ngươi không thể trêu vào nàng a ha ha ta không thể trêu vào nàng. Vả lại, nàng còn thân hơn thủ cấp bổn công tử rót rượu uống đâu. Vũ thần nghĩ đến ly thanh tuyết như vậy một cái làm cho người ta khủng bố tồn tại cho mình rót rượu, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Sau khi có cơ hội là cần biết một chút về, ha ha. Cùng xe cười nói. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục luyện công đi. Mạc tử đồ buông nhanh nhẹn nói. Ta cũng ăn no ngày hôm nay không luyện ta phải quay về thiên hương lâu một chuyến bọc của ta phục chính ở chỗ này đâu lão ở ngươi người này chờ cũng không phải biện pháp ta cũng phải làm ít chuyện chuyện không phải vũ thần đứng lên duỗi lưng một cái nói vũ thần tiền tài thật là không có ở trong bao quần áo chính là trong cái bọc còn có hai kiện mẫu thân tự tay vì chính mình làm quần áo đâu kia cũng không thể không cần kia ta đưa ngươi đi Ta hảo vài ngày đều không có đến trong thành mặt mày rạng rỡ, đừng làm cho bọn họ đem ta đã quên." Ha ha. Mạc Tử Đồ ha ha cười nói. "Đừng a, à, ngươi tên kia đầu rất dọa người. Ta không cùng ngươi cùng nhau." Vũ Thần lắc đầu cười nói. "Vậy ngươi cũng làm cái quần áo lụa là thiếu gia không phải được. Đi thôi, có ở, còn có thể bị người ăn có thể nào?" Mạc Tử Đồ cũng đứng lên, "Người đâu, chuẩn bị vào thành." ngươi thật sự cùng với ta cùng nhau a à? vô nghĩa nhân sinh khó được nhất tri kỷ chúng ta gặp được đã muốn như vậy tương tự vì sao không hề làm cho bọn họ càng tương tự một ít đây ha ha xong rồi không chừng lần này thanh danh của ta muốn phát hỏa vũ thần trong lòng bi ai nghĩ đến đi trước chuyến chúng ta mạc gia đi thần thiếu vũ thần cùng mạc tử đồ ngồi xe ngựa vừa mới tiến thành mạc tử đồ liền bắt đầu vẽ mặt vui cười thần vũ kê lúc hành tĩnh thần gia thiếu gia đây là mạc tử đồ cấp vũ thần muốn thân phận vũ thần ở không thể nề hà hại chỉ phải khách mời một lần lớn nhỏ trái lại chính tự mình có không phải là không có quần áo lụa là qua vũ thần biểu môi nghĩ đến kiếp trước long thần vũ long gia thất thiếu tên cũng không phải là bạch hổn đây chính là người gặp người đau a à. cái gì ngươi hỏi chỗ nào đau a à? ha ha đương nhiên là đau đầu khó phải không còn là ở đâu a à? Nhé! Là thiếu gia đã về rồi. Thiếu gia hảo. Thiếu gia. Vũ thần cùng mạc tử đồ mới vừa vừa xuống xe, liền nhìn thấy trước cửa mấy người nhà chạy tới, ân cần ân cần thăm hỏi lên. Ông nội của ta ở trong phủ không có. Mạc tử đồ túng nhị năm tám vạn dường như, ngay cả nhìn cũng không nhìn này hạ nhân liếc mắt một cái. Vũ thần nhìn thấy mạc tử đồ biểu tình, thầm nghĩ, dựa vào. Ngươi không đi diễn điện ảnh thật sự là bạch mù. Hắc hắc. Thiếu gia trở về vừa lúc, ông hôm qua vóc dáng mới vừa trở lại trong phủ. Khi hạ nhân cười theo nói. Ân. Vị này chính là kê lúc hành tỉnh thần gia thần thiếu. Mạc tử đồ giới thiệu nói. Nhé. Nguyên lai là thần thiểu gia. Tiểu nhân cấp thần tước gia hành lễ. Khi hạ nhân nhất định vũ thần thân phận, vội vàng cấp vũ thần hành lễ vũ thần cũng không kinh ngạc gật gật đầu trên mặt cũng là một bộ ngạo khí bộ dạng kê lúc hành tĩnh thần gia ở trên đường mạc tử đồ cũng đã cấp vũ thần giới thiệu qua vũ thần sau khi nghe xong trong lòng nhìn không được tán thưởng thần gia quả nhiên là giỏi lắm gia tộc cho dù so sánh với u lan hành tĩnh nhiễm gia còn muốn còn hơn lúc trước kê lúc thần gia vạn năm trong lúc đó vì đế quốc chết trận chiến trường thần họ nam nhi vượt qua hai ngàn chi nhánh cự có thể nói như vậy, thần gia là hoàn toàn xứng đáng công huân gia tộc, tử không đế quốc ban bố pháp lệnh, phàm là thần gia nhất mạch sinh ra năm nhi, năm tuổi lúc sau liền vì đế quốc nam tước. Đây cũng là đừng phủ hại nhân quản vũ thần kêu tước gia nguyên nhân. Tất cả đứng lên đi. Vũ thần thuận miệng nói một câu, cùng mạc tử đồ song song vào bên trong đi đến. Nếu đem đế đô thế gia phân một chút cấp bậc, như vậy tứ đại gia tộc cùng ly gia này năm siêu cấp thế gia không thể nghi ngờ là tầng cao nhất tồn tại, mà đi xuống cấp 1, phải tính đến mạc gia chờ hơn 20 cái nhất lưu thế gia, xa hơn sau chính là trên dưới 100 trong đó chờ thế gia tổng số lượng phồn đa tiểu thế gia. Mạc gia phủ đệ ở thành Bắc Khu, chiếm diện tích vượt qua trăm mẫu, diện tích tuy rằng không lớn, chính là đừng quên, đây là đang đế đô. Ở tất đất tất vàng đế đô chiếm diện tích trăm mẫu, trừ bỏ ngũ đại siêu cấp thế gia cũng chỉ có mạc gia này đó nhất lưu thế gia có thể làm tới này thành bắc khu trừ bỏ mạc gia ở ngoài còn có tôn gia cùng lưu gia hai cái nhất lưu thế gia mạc tôn lưu tam đại gia tộc ở thành bắc khu hình thành một loại cân bằng cũng là bình an vô sự kỳ thật không riêng này thành bắc khu bên ngoài thành mặt khác bảy khu đều tự tồn tại không chỉ một cái nhất lưu thế gia trải qua vô số năm phát triển từng khu đại gia tộc đều phát triển tới một cái điểm thăng bằng đều tự trưởng quản lấy thuộc về mình nghề nghiệp ai cũng không muốn đánh vỡ cũng đã hình thành đế đô thế gia hiện giờ vận mệnh lý bá ông nội của ta ở tại thư phòng mạc tử đồ cùng vũ thần đi vào trước cửa thư phòng mạc tử đồ đối với một vị lão quản gia nói tiểu công tử a vào đi thôi lão gia đang tìm ngươi đây lão quản gia thở dài nói mạc tử đồ quắc quắc miệng biết lần này lại muốn thảm sợ hãi gia gia của ngươi thu thập ngươi. Vũ thần nhỏ giọng cười nói. Ta sợ cái gì? Có ngươi đang ở đây. Ta lần này có thể chạy thoát. Ha ha. Mạc tử đồ nhãn châu. Xoay động nói. Cái gì? Vũ thần không rõ hỏi. Nhớ kỹ ngươi thân phận. Ha ha. Đi theo ta. Mạc tử đồ nhỏ giọng nói xong, kéo cùng vũ thần hướng thư phòng đi đến hừ. Ngươi lại ở bên ngoài làm cái gì thương thiên hại lý chuyện? Nói. Vũ thần đi theo mạc tử đồ vừa vào cửa chỉ nghe thấy một vị lão người thanh âm tức giận, vũ thần tìm theo tiếng nhìn lại, trong lúc đó một cái lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi ở án thư sau trừng trong mắt nhìn thấy mạc tử đồ, giống như không có phát hiện vũ thần thông thường, vũ thần biết, lão giả này nhất định chính là mạc tử đồ gia gia đừng trung. Này! Gia gia! Ngươi có phải hay không có nghe được cái gì người ta nói ta nói bậy? Ta mấy ngày nay cũng không có chuyện gì làm a, à, ngay tại ngươi cho ta cái kia cái tiểu trong trang viên bồi bằng hữu uống rượu đâu. Đúng rồi. Gia Gia. Đây là tới từ kê lúc hành tỉnh thần Vũ. mà tử đồ vội vàng kéo ra khỏi Vũ thần này nhất tấm mộc. Thần Vũ. Ngươi họ thần. Ngươi là kê lúc hành tỉnh thần gia người. Lão giả nghe được mạc tử đồ trong lời nói không khỏi ngẩn ra, lập tức cười hỏi. Đúng là. Tiểu tử thần Vũ, gặp qua đừng gia gia. Vũ thần nói xong hướng đừng trung hành một cái vãn bối lễ. Nhìn thấy Vũ thần hành động, mạc trung tâm bên trong gật gật đầu. Lão Phu đã sớm nghe thần gia con cháu bọn chúng đều là võ giả xuất thân, dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa từng năm nhi 13 tuổi sẽ gặp ly gia ra ngoài du lịch 5 năm, có thể ngươi. Đừng gia gia nhất định là tò mò tiểu tử tại sao là phi tu luyện giả đi. Vũ thần ha ha cười nói, lập tức một quyền hướng không trung đánh ra, nhìn như thoải mái vô cùng, chính là đừng trung lại cảm giác được rõ ràng một quyền kia uy lực. Vũ thần một quyền này đánh ra tầng thứ ba võ giả cường độ. Không ngờ là tầng thứ ba võ giả. Nhiều lắm cũng 11-12 tuổi đi. Còn tuổi nhỏ thế nhưng đạt tới ba cấp võ giả, thật không hổ là thần gia Nam Nhi A, mà mặt trung tâm bên trong sợ hãi thang nói. Vũ thần vừa rồi một quyền kia cũng không có sử dụng nội lực, cho nên cũng không có đế đừng trung phát hiện vũ thần đặc thù đấu khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44 Mạc Tử Đồ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com bọn hắn như thế nào ra khỏi thành sao? Vũ thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, kia mạc thiểu gia cùng hai cái người hầu mang theo tiểu nữ hài nhi lên một chiếc xe ngựa, xe ngựa lạnh nghề hơn nửa canh giờ sau thế nhưng theo năm cửa thành ra khỏi thành. Hừ, ra khỏi thành cũng tốt. Bản thân ta muốn nhìn các ngươi có thể đi nơi nào. Vũ thần trong lòng khóe miệng cười, ra khỏi thành rất tốt làm việc. Xe ngựa ở trong thành thì vũ thần không dám buông ra tốc độ, đi theo xe ngựa có chút cố hết sức. Có thể là đã ra thành liền thoải mái, lấy vũ thần tốc độ có thể thoải mái đuổi kịp. Lại đi trước hơn 50 lý sau, xe ngựa dần dần tiến lên một cái khe núi bên trong, Vũ Thần nhìn nhìn chung quanh, mày hơi hơi nhíu xuống. Lại cất bước đi theo, lại đi trước đại khái tam dặm tả hữu, một tòa phong cách cổ xưa trang viện xuất hiện ở Vũ Thần trước mặt. Vũ Thần hô khẩu khí, thầm nghĩ. Cuối cùng tới, này ba dặm khoảng cách Minh Tiếu lính gác đứng ở vị trí kín đáo không dưới 10 chỗ, này trang viện xem ra không đơn giản a. À? Đây là một tòa thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa trang viện, bởi vì chỉ có thể nhìn đến một mặt, cho nên Vũ Thần không thể phán đoán trang viện hiểu rõ quy mô, bất quá, Vũ Thần đoán diện tích hẳn là rất lớn. Trang viện chỉnh thể mang theo một cổ thản nhiên sơ sát tiêu điều khí, Vũ Thần bằng vào trực giác có thể cảm giác đến, trong trang viên có cao thủ, ít nhất là cấp cao võ giả tiếng Hay là không tiếng Vũ thần có chút khó xử nghĩ đến. Chính mình hoàn toàn không cần phải. Quản này nhất sạp sự, chính là mặc kệ, lương tâm của mình thật sự trở ngại. vả lại tham hắn tìm tòi. Chỉ nếu không có thánh giai cao thủ, xem coi như bị phát hiện cũng không có ai có thể lưu lại chính mình. Vũ thần trong lòng thầm suy nghĩ nói. Lặng lẽ đi tới trang viện bên cạnh, vũ thần nhắc tới khí kinh hai chân ở trên tường mảnh liệt đặng vài cái, một cái xoay người tiến vào trang viện. Hảo một tòa đề phòng xâm nghiêm trang viện. Vũ thần trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, bằng vào kiếp trước hắc ám chấp pháp giả kinh nghiệm, vũ thần cẩn thận đi tới lên, né tránh nhiều đội tuần tra cùng trạm gác. Thiếu gia kia tiểu lê đã muốn an định lại, theo nàng ngày hôm nay biểu hiện xem, có thể gia nhập chúng ta đội thứ ba. Bắt đầu từ ngày mai có thể nhận huấn luyện một vị lão người thanh âm của xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào tay vũ thần trong tay ân nhờ triệu bá một thiếu niên thanh âm của truyền ra ai lão nô cũng chỉ hy vọng thiếu gia có thể sớm lớn lên có thể vì chủ công báo thù lão giả mang theo một tia cảm thán nói cho bọn hắn tốt nhất đãi ngộ cũng muốn cho bọn hắn huấn luyện nghiêm khắc nhất dạ bọn hắn hại chết phụ mẫu ta lại đã cho ta cái gì cũng không biết, ở mạc thanh phong trong mắt, ta mạc tử đồ chỉ là một thật to quần áo lụa là tử, ha ha. Mạc thanh phong, ta nhất định thân thủ giết ngươi vi phụ mẫu ta báo thù. Mạc tử đồ, hắn nguyên lai chính là mạc tử đồ. Vũ thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, Ly Thanh Tuyết nói qua này mạc tử đồ, để đô tám đại quần áo lụa là một trong mạc tử đồ. Báo thù. Báo thù cho cha mẹ hắn không có cha mẹ sao trong miệng hắn mạc thanh phong chẳng lẽ cường nhân của hắn phải người nhà của mình hắn gặp được thế nhưng cùng mình như thế giống nhau gia tộc lại là gia tộc chi nhánh loạn vũ thần trong lòng đột nhiên nổi lên một loại nồng đậm bi thương cốt nhục chí thân Khi đều có thể cốt nhục chí thân a à, chẳng lẽ ở cái thế giới này thân tình chính là như vậy không quan trọng gì sao xem ra nay mạc tử đồ cũng là vì sinh tồn mới hỗn ra cái đế đô tám đại quần áo lụa là danh hào vũ thần trong lòng thầm suy nghĩ đến chính mình so với hắn so sánh với cũng cần may mắn một ít bởi vì chính mình ít nhất còn có mẫu thân còn có một cái da mà hắn chỉ có một lão nô làm bạn còn muốn che giấu chính mình trải qua nói không khỏi tâm cuộc sống chịu được lên thế nhân xem thường nghĩ đến đây vũ thần không khỏi thở dài một tiếng ai trong phòng lão giả đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Vũ thần trong lòng cả kinh, vừa rồi quan cảm thán cũng không cẩn thận tăng thêm khí tức của mình, bị phát hiện. Vũ thần nhìn thấy lão giả theo cửa sổ thoát ra, không kịp nghĩ nhiều, thân hình nhoán lên một cái cấp tốc hướng lui về phía sau đi. Tiểu tử chạy đi đâu? Lão giả thân mặc sắc tố đen áo dài, một cái da tóc ngăn ở vũ thần phía trước. Tầng thứ 9 cao thủ. Vũ thần trong lòng cả kinh. Đối phương không ngờ là tầng thứ 9 cao thủ, nếu như mình bất hóa thân huyết thần điêu, là trăm triệu không thể theo tầng thứ 8 tầng thứ 9 cao thủ trong tay chạy thoát. Làm sao bây giờ? Vũ thần lo lắng thầm nghĩ. Lão giả ngăn đón Vũ thần cũng không có vội vã động thủ, bởi vì lão giả mơ hồ cảm thấy được, thiếu niên này không đơn giản, tuổi nhỏ như thế thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động lặng đến nơi đây, nếu không phải thở nặng một ít, liền ngay cả mình đều phải giấu giếm tới sẽ đơn giản mới là lạ. Đúng lúc này, một thiếu niên theo cửa phòng Lý đi ra, thiếu niên môi hồng răng trắng, thân mặc một bộ màu đỏ sậm cẩm bào, eo buộc tam màu tơ lụa, đủ đặng ố vàng màu thiếp vàng dậy, lớn lên quả thật không tệ. Người đâu vũ thần nhận thức, đúng là ban ngày nhìn qua thiếu niên, mạc tử đồ. Mạc tử đồ biết có người ở ngoài nghe lén cũng là hoảng sợ, nếu để cho gia tộc người biết mình quần áo lụa là là giả tạo, chỉ sợ không cố gia gia phẫn nộ, nhi trực tiếp đối với chính mình động thủ hoàn hảo bị triệu bá khống chế được ngươi là ai vì cái gì trọng nghe chúng ta nói chuyện Mặt tử đồ chứng kiến đối phương là một đứa bé không khỏi hai mắt tỏa sáng hỏi ta sao ta chỉ là đi qua ta cũng không có nghe các ngươi nói chuyện a à? vũ thần nhún vai thoải mái nói ha ha nguyên lai like là cái đi qua a à, hảo một cái đi qua của ta trang viện như thế hẻo lánh thủ vệ nhiều như thế ngươi thế nhưng có thể một cái đi qua đi ra ta ngoài cửa sổ thật sự là thật bản lãnh a à. ngươi nói như vậy chính ngươi tin sao tiểu bằng hữu nói dối chính là không tốt a à. mạc tử đồ cười nói hừ ngươi cho là ngươi so với ta lớn hơn bao nhiêu sao tiểu bằng hữu vũ thần sờ sờ cái mũi nói có ý tứ. Thật sự chúng ta đều là tiểu bằng hữu a, à, ha ha. Mạc Tử Đồ nghe được vũ thần trong lời nói không khỏi ha ha cười nói, Mạc Tử Đồ nhìn thấy vũ thần sau, trong lòng đã muốn rõ ràng, đối phương không phải gia tộc phái tới người, bởi vì trong gia tộc cũng không có như vậy số một nhi a. À. Người không để cho vị này lão bá động thủ, chắc là có nguyên nhân a. À. Vũ thần nhìn thấy Mạc Tử Đồ nói, trên mặt một bộ trời sập xuống cũng không cần vẽ mặt ngươi thực thông minh ngươi nghe được chúng ta nói chuyện tin tưởng lấy của ngươi thông minh cũng có thể đón được ta lưu lại mục đích của ngươi mạc tử đồ nhìn thấy vũ thần cười nói chính là ta lại không nghĩ cho ngươi khi nô lệ vũ thần cười lạnh nói cái gì nô lệ ai nói là khi nô lệ mạc tử đồ đột nhiên sắc mặt phát lạnh nói nói lầm bầm vũ thần cười lạnh một tiếng ngươi hôm nay bắt trở về tiểu cô nương kia nhi, ngươi không lại nhanh như vậy liền không nhớ rõ chứ. Ngươi đem những này người thưởng đến tiến hành huấn luyện, sau đó làm cho bọn họ đi báo thù cho ngươi, thậm chí đi tìm chết. Đây không phải nô lệ, vậy ngươi nói đây là cái gì? Mà tử đồ nghe được vũ thần trong lời nói, trong lòng vốn là cả kinh, theo sau hơi suy nghĩ một chút liền tỉnh ngộ, không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai tiểu tử ngươi là tự đế đô theo dõi ta đến nơi đây a à, ha ha. Cùng chúng ta một đường, thế nhưng không có bị chúng ta phát hiện, còn tránh thoát khe núi trong sáng tối tiếu. Thật sự là thật bản lãnh A, à, ta phát hiện. Ta nhưng có thể càng ngày càng thích ngươi người kia. Nga. Bất quá. Ta nhưng không thích ngươi. Đừng nói sang chuyện khác. Vũ Thần biểu môi nói, kỳ thật lúc này Vũ Thần đối với cái này cái mặt đại công tử đã không có cái gì ác cảm, bởi vì Vũ Thần trực giác cảm thấy này mạc tử đồ không phải cái ác nhân, hơn nữa hắn đối với chính mình cũng không có ác ý, vũ thần thực cùng tính trực giác của mình, từ dung hợp huyết thần điêu lúc sau, vũ thần ngạc nhiên phát hiện, ở đối mặt một cái người là thời gian, chỉ bằng trực giác là có thể đoán được đối phương phẩm hạnh, hơn nữa thực dễ dàng đoán được đối phương đối với chính. Mình có hay không ác ý, tuy rằng chính là trực giác, nhưng vũ thần lại phi thường tin tưởng, bởi vì theo làng Ti Lên cùng nhau đi tới, loại này trực giác chưa từng có bỏ qua phải biết rằng ma thú thường thường ở trước tiên có thể bằng vào trực giác đoán được một người đối với chính mình có hay không ác ý càng là cấp cao ma thú phán đoán cũng càng là chuẩn xác vũ thần dung hợp huyết thần điêu chính là cao nhất ma thú sở vũ thần cũng có được huyết thần điêu này nhất ma thú tiên thiên trực giác đặc tính được rồi ngươi nói ta đem bọn họ cho rằng nô lệ vậy ngươi có dám hay không cùng ta cùng đi xem xem này đó miệng ngươi trong nô lệ đây mạc tử đồ ông ngực nói có gì không dám. Người phía trước dẫn đường. Vũ thần cũng không sợ hãi đối phương ra vẻ, thực lực đối phương cao nhất đúng là cái kia tên là triệu bá lão nhân, nơi này cũng không có thánh giai cao thủ, như nếu như đối phương bức nóng nảy vũ thần, vũ thần hóa thân huyết thần điêu, nếu muốn chạy ra nơi này là dễ dàng. Vũ thần theo mạc tử đồ hướng trang viện mặt sau đi, mà cái kia triệu bá còn lại là gắt gao đi theo mạc tử đồ phía sau, ở triệu bá nhãn lực vũ thần hiển nhiên là một cái nguy hiểm người hắn nhất định phải bảo vệ tốt mạc tử đồ trên một đường này tuần tra trang đinh rất nhiều nhưng là xuyên qua một đạo tường cao sau đại môn liền không còn có một cái tuần tra nhân viên vũ thần biết nơi này hẳn là trang viện bên trong viên công tử hai cái đang ở đánh nhau thiếu niên chứng kiến mạc tử đồ cung kính ân cần thăm hỏi nói ân các ngươi tiếp tục mạc tử đồ gật đầu nói công tử. Mười mấy thân mặt màu đen bó sát người chiến đấu phục được nữ tử cung kính hô. Các ngươi tiếp theo huấn luyện, ba ngày sau chọn lựa, có thể hay không rời đi trang viện, liền xem các ngươi bản lãnh của mình. Mạc tử đồ khẽ cười nói. Là, vâng, đúng. Công tử. Cùng nhau đi tới, vũ thần kinh ngạc phát hiện, bên trong trong vườn người nam nữ, lớn tuổi nhiều ở 10 tuổi đến 20 tuổi trong lúc đó tất cả mọi người tại liều mạng huấn luyện lên bọn hắn ở nhìn thấy mạc tử đồ sau trong ánh mắt có chính là tôn kính vũ thần nhìn ra được đó là phát ra từ nội tâm sùng kính ngươi làm như thế nào vũ thần ngồi ở trên mặt ghế đá nói ha ha rất đơn giản ta cùng bọn họ tiếp xúc dùng là là nơi này mạc tử đồ nói xong dùng ngón tay chỉ lòng mình khẩu bọn họ đều là ngươi bắt trở về tới vũ thần trong lòng gật gật đầu tiếp tục hỏi đương nhiên không phải trong bọn họ có rất nhiều đều là không nhà để về người có đế quốc dũng sĩ con mồ côi có lưu lạc đầu đường tên khất cái có bị người áp bách điếm tiểu nhị ta thu nhận và giúp đỡ bọn hắn ta cấp bọn hắn gia ấm áp bọn hắn lấy ta làm huynh đệ đồng dạng ta cũng vậy bọn họ cho rằng huynh đệ vậy ngươi còn muốn dùng bọn hắn đi báo thù cho ngươi vũ thần thanh âm đột nhiên nói không bọn họ là huynh đệ của ta đồng dạng cũng là cùng ta cùng chung chí hướng bằng hữu tuy rằng bọn họ là thủ hạ của ta có thể là bọn hắn cùng ta giống nhau đều có một cường giả mộng bọn họ là thuộc loại thế lực của ta nhưng là chân chính báo thù nếu không phải bọn hắn mà là mặt khác một nhóm người là vâng đúng tu luyện giả ngươi thực thông minh Trừ ngươi ra vừa rồi nhìn thấy cái kia hơn một trăm người tại hậu sơn còn có ba mươi bảy danh tu luyện giả bọn hắn nhận chính là triệu bá điện mục thức huấn luyện bọn hắn mỗi người đều muốn sẽ trở thành cường giả bọn hắn mới là người báo thù lực lượng vũ thần gật đầu nói cũng là tương lai của ta trở thành thời điểm đoàn thể bọn hắn mỗi người đều là ta thân mật nhất đồng bọn triệu bá để ngô gia gia cùng tiểu lê lại đây đi vũ thần nghe được mạc tử đồ trong lời nói trong lòng giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì không lớn trong chốc lát một người lão hán cùng một cái tiểu cô nương nhi đã đi tới là vâng đúng ngày hôm nay gia tôn hai người vũ thần nhìn thấy đi đến phụ cận một già một trẻ nói thiếu gia công tử kia lão hán cùng tiểu nữ hài nhi nhìn thấy mạc tử đồ sau cung kính nói ngô gia gia ngài nói cho vị tiểu huynh đệ này ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra đi. Mạc tử đồ nói. Dạ. Lão giả cung kính nói, tùy sau đó xoay người nhìn về phía vũ thần nói. Vị công tử này. Ta cùng tôn nữ của ta tiểu lê là trốn chết đến đế đô, nửa tháng ở cùng đường dưới tình huống bị mạc thiểu gia thu nhận và giúp đỡ. Tin tưởng công tử cũng biết, mạc thiểu gia vì che giấu người đời tầm mắt của người, giới bên ngoài là một cái gì thân phận, ta cùng tiểu lê là con người mới, cho nên ngày hôm nay phối hợp thiếu gia diễn như vậy vừa ra diễn. Dựa vào. Lại bị một tuần kịch cấp nhiễu đi vào. Còn đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái. Vũ thần trong lòng thầm mắng một tiếng. Bọn hắn như thế nào ra khỏi thành sao? Vũ thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, kia mạc thiểu gia cùng hai cái người hầu mang theo tiểu nữ hài nhi lên một chiếc xe ngựa, xe ngựa lạnh nghề hơn nửa canh giờ sau thế nhưng theo năm cửa thành ra khỏi thành. Hư ra khỏi thành cũng tốt. Bản thân ta muốn nhìn các ngươi có thể đi nơi nào. Vũ thần trong lòng khóe miệng cười, ra khỏi thành rất tốt làm việc. Xe ngựa ở trong thành thì vũ thần không dám buông ra tốc độ, đi theo xe ngựa có chút cố hết sức. Có thể là đã ra thành liền thoải mái, lấy vũ thần tốc độ có thể thoải mái đuổi kịp. Lại đi trước hơn 50 lý sau, xe ngựa dần dần tiến lên một cái khe núi bên trong, vũ thần nhìn nhìn chung quanh, mày hơi hơi nhíu xuống lại cất bước đi theo lại đi trước đại khái tam dặm tả hữu một tòa phong cách cổ xưa trang viện xuất hiện ở vũ thần trước mặt vũ thần hô khẩu khí thầm nghĩ cuối cùng tới này ba dặm khoảng cách minh tiếu lính gác đứng ở vị trí kín đáo không dưới 10 chỗ này trang viện xem ra không đơn giản a à? đây là một tòa thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa trang viện bởi vì chỉ có thể nhìn đến một mặt cho nên vũ thần không thể phán đoán trang viện hiểu rõ quy mô bất quá vũ thần đoán diện tích hẳn là rất lớn. Trang viện chỉnh thể mang theo một cổ thản nhiên sơ sát tiêu điều khí, vũ thần bằng vào trực giác có thể cảm giác đến, trong trang viên có cao thủ, ít nhất là cấp cao võ giả. Tiếng Hay là không tiếng Vũ thần có chút khó xử nghĩ đến. Chính mình hoàn toàn không cần phải. Quảng này nhất sạp sự, chính là mặc kệ, lương tâm của mình thật sự trở ngại. Vả lại tham hắn tìm tòi chỉ nếu không có thánh giai cao thủ, xem coi như bị phát hiện cũng không có ai có thể lưu lại chính mình. Vũ thần trong lòng thầm suy nghĩ nói. Lặng lẽ đi tới trang viện bên cạnh, vũ thần nhắc tới khí kình, hai chân ở trên tường mảnh liệt đặng vài cái, một cái xoay người tiến vào trang viện. Hảo một tòa đề phòng xâm nghiêm trang viện. Vũ thần trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, bằng vào kiếp trước hắc ám chấp pháp giả kinh nghiệm, vũ thần cẩn thận đi tới lên, né tránh nhiều đội tuần tra cùng trạm gác thiếu gia. Khi tiểu lê đã muốn an định lại, theo nàng ngày hôm nay biểu hiện xem, có thể gia nhập chúng ta đội thứ ba. Bắt đầu từ ngày mai có thể nhận huấn luyện. Một vị lão người thanh âm của xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào tay vũ thần trong tay. Ân. Nhờ triệu bá. Một thiếu niên thanh âm của truyền ra. Ai? Lão nô. Cũng chỉ hy vọng thiếu gia có thể sớm lớn lên, có thể vì chủ công báo thù lão giả mang theo một tia cảm thán nói cho bọn hắn tốt nhất đãi ngộ cũng muốn cho bọn hắn huấn luyện nghiêm khắc nhất dạ bọn hắn hại chết phụ mẫu ta lại đã cho ta cái gì cũng không biết ở mạc thanh phong trong mắt ta mạc tử đồ chỉ là một thật to quần áo lụa là tử ha ha mạc thanh phong ta nhất định thân thủ giết ngươi vi phụ mẫu ta báo thù mạc tử đồ hắn nguyên lai chính là mạc tử đồ vũ thần trong lòng âm thầm kinh ngạc ly thanh tuyết nói qua này mạc tử đồ để đô tám đại quần áo lụa là một trong mạc tử đồ báo thù báo thù cho cha mẹ hắn không có cha mẹ sao trong miệng hắn mạc thanh phong chẳng lẽ cường nhân của hắn phải người nhà của mình hắn gặp được thế nhưng cùng mình như thế giống nhau gia tộc lại là gia tộc chi nhánh loạn vũ thần trong lòng đột nhiên nổi lên một loại nồng đậm bi thương, cốt nhục chí thân. Khi đều có thể cốt nhục chí thân a, à, chẳng lẽ ở cái thế giới này, thân tình chính là như vậy không quan trọng gì sao? Xem ra, này mạc tử đồ cũng là vì sinh tồn mới hỗn ra cái đế đô tám đại quần áo lụa là danh hào. Vũ thần trong lòng thầm suy nghĩ đến, chính mình so với hắn so sánh với cũng cần may mắn một ít, bởi vì chính mình ít nhất còn có mẫu thân. Còn có một cái da, mà hắn chỉ có một lão nô làm bạn, còn muốn che giấu chính mình, trải qua nói không khỏi tâm cuộc sống, chịu được lên thế nhân xem thường. Nghĩ đến đây, Vũ Thần không khỏi thở dài một tiếng. Ai? Trong phòng lão giả đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Vũ Thần trong lòng cả kinh, vừa rồi quan cảm tháng cũng không cẩn thận tăng thêm khí tức của mình bị phát hiện. Vũ Thần nhìn thấy lão giả theo cửa sổ thoát ra, không kịp nghĩ nhiều, thân hình nhoáng lên một cái cấp tốc hướng lui về phía sau đi. Tiểu tử chạy đi đâu? Lão giả thân mặc sắc tố đen áo dài, một cái da tóc ngăn ở vũ thần phía trước. Tầng thứ 9 cao thủ. Vũ thần trong lòng cả kinh. Đối phương không ngờ là tầng thứ 9 cao thủ, nếu như mình bất hóa thân huyết thần điêu, là trăm triệu không thể theo tầng thứ 8 tầng thứ 9 cao thủ trong tay chạy thoát. Làm sao bây giờ? Vũ thần lo lắng thầm nghĩ lão giả ngăn đón vũ thần cũng không có vội vã động thủ bởi vì lão giả mơ hồ cảm thấy được thiếu niên này không đơn giản tuổi nhỏ như thế thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động lặng đến nơi đây nếu không phải thở nặng một ít liền ngay cả mình đều phải giấu giếm tới sẽ đơn giản mới là lạ đúng lúc này một thiếu niên theo cửa phòng lý đi ra thiếu niên môi hồng răng trắng thân mặc một bộ màu đỏ sậm cẩm bào eo buộc tam màu tơ lụa đủ đặng ố vàng màu thiếp vàng dày lớn lên quả thật không tệ Người đâu vũ thần nhận thức, đúng là ban ngày nhìn qua thiếu niên, mạc tử đồ. Mạc tử đồ biết có người ở ngoài nghe lén cũng là hoảng sợ, nếu để cho gia tộc người biết mình quần áo lụa là là giả tạo, chỉ sợ không cố gia gia phẫn nộ, nhi trực tiếp đối với chính mình động thủ. Hoàn hảo. Bị triệu bá khống chế được. Ngươi là ai? Vì cái gì trọng nghe chúng ta nói chuyện? Mạc tử đồ chứng kiến đối phương là một đứa bé, không khỏi hai mắt tỏa sáng hỏi ta sao ta chỉ là đi qua ta cũng không có nghe các ngươi nói chuyện a à? vũ thần nhún vai thoải mái nói ha ha nguyên lai like là cái đi qua a à? hảo một cái đi qua của ta trang viện như thế hẻo lánh thủ vệ nhiều như thế ngươi thế nhưng có thể một cái đi qua đi ra ta ngoài cửa sổ thật sự là thật bản lãnh a à? ngươi nói như vậy chính ngươi tin sao tiểu bằng hữu nói dối chính là không tốt a à. mạc tử đồ cười nói hừ ngươi cho là ngươi so với ta lớn hơn bao nhiêu sao tiểu bằng hữu vũ thần sờ sờ cái mũi nói có ý tứ thật sự chúng ta đều là tiểu bằng hữu a à? ha ha mạc tử đồ nghe được vũ thần trong lời nói không khỏi ha ha cười nói mạc tử đồ nhìn thấy vũ thần sau trong lòng đã muốn rõ ràng đối phương không phải gia tộc phái tới người bởi vì trong gia tộc cũng không có như vậy số một nhi a à. ngươi không để cho vị này lão bá động thủ chắc là có nguyên nhân a à. vũ thần nhìn thấy mạc tử đồ nói trên mặt một bộ trời sập xuống cũng không cần vẽ mặt ngươi thực thông minh ngươi nghe được chúng ta nói chuyện tin tưởng lấy của ngươi thông minh cũng có thể đón được ta lưu lại mục đích của ngươi mạc tử đồ nhìn thấy vũ thần cười nói chính là ta lại không nghĩ cho ngươi khi nô lệ Vũ thần cười lạnh nói. Cái gì? Nô lệ. Ai nói là khi nô lệ? Mạc tử đồ đột nhiên sắc mặt phát lạnh nói. Nói lầm bầm. Vũ thần cười lạnh một tiếng. Ngươi hôm nay bắt trở về tiểu cô nương kia nhi, ngươi không lại nhanh như vậy liền không nhớ rõ chứ. Ngươi đem những này người thưởng đến tiến hành huấn luyện, sau đó làm cho bọn họ đi báo thù cho ngươi, thậm chí đi tìm chết. Đây không phải nô lệ, vậy ngươi nói đây là cái gì mà tử đồ nghe được vũ thần trong lời nói trong lòng vốn là cả kinh theo sau hơi suy nghĩ một chút liền tỉnh ngộ không khỏi nở nụ cười nguyên lai tiểu tử ngươi là từ đế đô theo dõi ta đến nơi đây a à, ha ha cùng chúng ta một đường thế nhưng không có bị chúng ta phát hiện còn tránh thoát khe núi trong sáng tối tiếu thật sự là thật bản lãnh a à, ta phát hiện ta nhưng có thể càng ngày càng thích ngươi người kia nga bất quá. Ta nhưng không thích ngươi. Đừng nói sang chuyện khác. Vũ thần biểu môi nói, kỳ thật lúc này vũ thần đối với cái này cái mạc đại công tử đã không có cái gì ác cảm, bởi vì vũ thần trực giác cảm thấy, này mạc tử đồ không phải cái ác nhân, hơn nữa hắn đối với chính mình cũng không có ác ý. Vũ thần thực cùng tính trực giác của mình, từ dung hợp huyết thần điêu lúc sau, vũ thần ngạc nhiên phát hiện, ở đối mặt một cái người là thời gian, chỉ bằng trực giác là có thể đoán được đối phương phẩm hạnh. Hơn nữa thực dễ dàng đoán được đối phương đối với chính mình có hay không ác ý, tuy rằng chính là trực giác, nhưng Vũ Thần lại phi thường tin tưởng, bởi vì theo làng Ti Lên cùng nhau đi tới, loại này trực giác chưa từng có bỏ qua. Phải biết rằng, ma thú thường thường ở trước tiên có thể bằng vào trực giác đoán được một người đối với chính mình có hay không ác ý, càng là cấp cao ma thú, phán đoán cũng càng là chuẩn xác, Vũ Thần dung hợp huyết thần điêu chính là cao nhất ma thú sở vũ thần cũng có được huyết thần điêu này nhất ma thú tiên thiên trực giác đặc tính được rồi ngươi nói ta đem bọn họ cho rằng nô lệ vậy ngươi có dám hay không cùng ta cùng đi xem xem này đó miệng ngươi trong nô lệ đây mạc tử đồ ông ngực nói có gì không dám ngươi phía trước dẫn đường vũ thần cũng không sợ hãi đối phương ra vẻ thực lực đối phương cao nhất đúng là cái kia tên là triệu bá lão nhân nơi này cũng không có thánh giai cao thủ như nếu như đối phương bức nóng nảy vũ thần, vũ thần hóa thân huyết thần điêu, nếu muốn chạy ra nơi này là dễ dàng. Vũ thần theo mạc tử đồ hướng trang viện mặt sau đi, mà cái kia triệu bá còn lại là gắt gao đi theo mạc tử đồ phía sau, ở triệu bá nhãn lực, vũ thần hiển nhiên là một cái nguy hiểm người, hắn nhất định phải bảo vệ tốt mạc tử đồ. Trên một đường này tuần tra trang đinh rất nhiều, nhưng là xuyên qua một đạo tường cao sau đại môn liền không còn có một cái tuần tra nhân viên. Vũ thần biết, nơi này hẳn là trang viện bên trong viên công tử hai cái đang ở đánh nhau thiếu niên chứng kiến mạc tử đồ cung kính ân cần thăm hỏi nói ân các ngươi tiếp tục mạc tử đồ gật đầu nói công tử mười mấy thân mặt màu đen bó sát người chiến đấu phục được nữ tử cung kính hô các ngươi tiếp theo huấn luyện ba ngày sau chọn lựa có thể hay không rời đi trang viện liền xem các ngươi bản lãnh của mình Mạc Tử Đồ khẽ cười nói: "Là, vâng, đúng." "Công tử." Cùng nhau đi tới, Vũ Thần kinh ngạc phát hiện, bên trong trong vườn người nam nữ, lớn tuổi nhiều ở 10 tuổi đến 20 tuổi trong lúc đó, tất cả mọi người tại liệu mạng huấn luyện lên, bọn hắn ở nhìn thấy Mạc Tử Đồ sau, trong ánh mắt có chính là tôn kính, Vũ Thần nhìn ra được, đó là phát ra từ nội tâm sùng kính. "Ngươi làm như thế nào?" Vũ Thần ngồi ở trên mặt ghế đá nói: Ha ha. Rất đơn giản. Ta cùng bọn họ tiếp xúc, dùng là là nơi này. Mà tử đồ nói xong dùng ngón tay chỉ lòng mình khẩu. Bọn họ đều là người bắt trở về tới. Vũ thần trong lòng gật gật đầu, tiếp tục hỏi. "Đương nhiên không phải." Trong bọn họ có rất nhiều đều là không nhà để về người, có đế quốc dũng sĩ con mồ côi, có lưu lạc đầu đường tên khất cái, có bị người áp bách điếm tiểu nhị ta thu nhận và giúp đỡ bọn hắn ta cấp bọn hắn gia ấm áp bọn hắn lấy ta làm huynh đệ đồng dạng ta cũng vậy bọn họ cho rằng huynh đệ vậy ngươi còn muốn dùng bọn hắn đi báo thù cho ngươi vũ thần thanh âm đột nhiên nói không bọn họ là huynh đệ của ta đồng dạng cũng là cùng ta cùng chung chí hướng bằng hữu tuy rằng bọn họ là thủ hạ của ta có thể là bọn hắn cùng ta giống nhau đều có một cường giả mộng Bọn họ là thuộc loại thế lực của ta, nhưng là chân chính báo thù, nếu không phải bọn hắn mà là mặt khác một nhóm người. Là, vâng, đúng, tu luyện giả. Ngươi thực thông minh. Trường ngươi ra vừa rồi nhìn thấy cái kia hơn 100 người, tại hầu sơn còn có 37 danh tu luyện giả. Bọn hắn nhận chính là Triệu Bá Điện mục thức huấn luyện, bọn hắn mỗi người đều muốn sẽ trở thành cường giả. Bọn hắn mới là người báo thù lực lượng. Vũ Thần gật đầu nói Cũng là tương lai của ta trở thành thời điểm đoàn thể Bọn hắn mỗi người đều là ta thân mật nhất đồng bọn Triệu bá Để Ngô Gia Gia cùng Tiểu Lê lại đây đi Vũ Thần nghe được mặt tử đồ trong lời nói Trong lòng giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì Không lớn trong chốc lát Một người lão hán cùng một cái tiểu cô nương nhi đã đi tới Là, vâng, đúng, ngày hôm nay gia tôn hai người vũ thần nhìn thấy đi đến phụ cận một già một trẻ nói thiếu gia công tử kia lão hán cùng tiểu nữ hài nhi nhìn thấy mạc tử đồ sau cung kính nói ngô gia gia ngài nói cho vị tiểu huynh đệ này ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra đi mạc tử đồ nói dạ lão giả cung kính nói tùy sau đó xoay người nhìn về phía vũ thần nói vị công tử này ta cùng tôn nữ của ta tiểu lê là trốn chết đến đế đô nửa tháng ở cùng đường dưới tình huống bị mạc thiểu gia thu nhận và giúp đỡ tin tưởng công tử cũng biết mạc thiểu gia vì che giấu người đời tầm mắt của người giới bên ngoài là một cái gì thân phận ta cùng tiểu lê là con người mới cho nên ngày hôm nay phối hợp thiếu gia diễn như vậy vừa ra diễn dựa vào lại bị một tuồng kịch cấp nhiễu đi vào còn đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái Vũ thần trong lòng thầm mắng một tiếng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 45 Câu cá thanh niên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngô Gia Gia, ngài cùng Tiểu Lê đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Mạc tử đồ đối lão giả kia nói Là, vâng, đúng. Thiếu gia Lão giả lên tiếng, mang theo tiểu nữ hài nhi xoay người rời đi tin tưởng chuyện này ngươi đã muốn rõ ràng. Có ý nghĩ gì? Mạc Tử Đồ nhìn thấy Vũ Thần cười nói. Vũ Thần nhìn thấy kia một già một trẻ bóng lưng rời đi đột nhiên cười, nói: "Ta đã biết bí mật của ngươi. Ngươi không sợ ta nói ra đi?" Vũ Thần nói xong dựa ở thạch lang trên, một bộ tự tại nhàn nhã bộ dạng, không lo lắng chút nào đối phương đối với chính mình bất lợi. "Ha ha. Đương nhiên không sợ." bởi vì ngươi sẽ không mà tử đồ một bộ định liệu trước nói nga ha ha làm sao ngươi biết ta sẽ không vũ thần nhiều hứng thú hỏi bởi vì ta thật sự không nghĩ ra được ngươi nói ra lý do ngươi nói ra giống như không chiếm được chỗ tốt gì đi nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì ngươi ở đây nhi ta ở chỗ này ha ha nào có như thế nào như thế nào giảng ngươi chịu vì một cái tố không nhận thức tiểu nữ hài nhi theo ta đến nơi đây cũng ẩn vào của ta sơn trang xuất hiện ở nơi này theo hành vi của ngươi ta nhận định ngươi không phải là không có đạo nghĩa người hơn nữa ngươi cũng đã phát hiện ta cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện tình cho nên ta tin tưởng ngươi sẽ không nói ra đi ha ha hảo một cái tin tưởng ta sẽ không nói ra đi kia ngươi có biết ta là người như thế nào sao dựa vào cái gì nhận định ta không phải gia tộc của người lý phái tới người ni vũ thần cười hỏi mạc tử đồ ha ha cười ta mặc dù không biết ngươi là ai nhưng ta có thể khẳng định ngươi cũng không phải gia tộc phái tới người lại càng không là đế đô thế gia công tử tình báo của ta tuy rằng rất kém cỏi có thể này một ít từ tính vẫn phải có nếu ta không có đoán sai ngươi hẳn là đến từ đế đô ở ngoài thế gia lại có lẽ là thế ngoại cao nhân đồ đệ nhưng mặc kệ ngươi là ai ta nhưng có thể khẳng định chúng ta trong lúc đó hiện tại không có bất kỳ mâu thuẫn tuy rằng không biết ngươi tới đế đô cần làm nhưng ta biết ngươi sẽ không bán đứng ta không phải sao huống chi lấy ngươi hiện tại đích niên kỹ cùng thực lực thành tựu tương lai rất có thể không dưới ta ngươi phân tích nhưng thật ra đủ thấu đáo a à, ha ha thành tựu tương lai rất có thể không dưới ngươi nếu ta không có nhìn lầm ngươi hẳn là một cái phi tu luyện giả đi ngươi lại vũ thần lời còn chưa nói hết chỉ thấy mạc tử đồ thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái đột nhiên tới gần đến vũ thần một thước chỗ vũ thần bị mạc tử đồ thình lình xảy ra hành động hoảng sợ theo bản năng làm ra phòng ngự phản ứng không cần khẩn trương ta che giấu cố hảo đi mạc tử đồ ha ha cười tốc độ thật nhanh không nghĩ tới ngươi cũng là tu luyện giả, hơn nữa còn là trung cấp võ giả. Vũ thần kinh ngạc nói, Vũ thần trăm triệu không nghĩ tới, Này mạc tử đồ không ngờ là một cái võ giả, hơn nữa còn là trung cấp võ giả. Tuổi của hắn tối đa cũng bất quá 15 16 tuổi, thế nhưng tu luyện tới trung cấp võ giả, cùng kia Ly Thanh Tuyết so sánh với cũng là không thể kém a, à. hai người này đều hẳn là cũng coi là trăm năm khó gặp thiên tài, chính mình đi vào đế đô mới vài ngày a. À liền gặp hai một thiên tài này thiên tài khi nào thì như vậy không đáng giá tiền vũ thần trong lòng bồn chồn nghĩ đến ngươi nhất định rất tò mò vì cái gì phía trước không có phát hiện ta cũng vậy võ giả đi mạc tử đồ cười nói vũ thần gật gật đầu chỉ bằng hơi thở vũ thần có thể đoán được rất nhiều tu luyện giả tu vi thế nhưng một lần vũ thần thậm chí ngay cả đối phương là tu luyện giả đều nhìn không ra trong lòng quả thật thực nghi hoặc bởi vì ta cùng ngươi giống nhau có một việc ẩn nấp tu luyện giả hơi thở vật phẩm mạc tử đồ nói xong đưa tay quơ quơ tay trái cũng chỉ chỉ trên ngón trỏ cái kia mai màu đỏ sậm nhẫn nguyên lai là như vậy nhất định là kia cái nhẫn nguyên nhân bọn hắn cảm giác không ra ta cũng vậy tu luyện giả ra mòi đã cho ta cũng là bằng vào vật phẩm che giấu hơi thở bất quá cho là như vậy cũng tốt vũ thần trong lòng thầm suy nghĩ đến thì ra là thế nếu ta còn là sẽ không gia nhập ngươi dưới trướng đây." Vũ Thần cười nói, "Ha ha. Ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là tâm tư lại cực kỳ thành thục ổn trọng, ta đã cải biến ý nghĩ của ta, ta đây nho nhỏ trang viện lại như thế nào dung hạ được ngươi sao? Ngươi nếu rời đi, ta sẽ không tiến hành chút ngăn trở, chẳng qua. Trước khi đi, ngươi có dũng khí hay chưa theo giúp ta ăn một bữa cơm đây?" Vũ thần nghe được đối phương nói như vậy, ngẩng đầu nhìn sắc trời, sớm đã qua cơm chiều thời gian, thật đúng là có đó đói bụng, đối phương hiển nhiên cũng đoán được chính mình một đường theo tới không có ăn cơm xong. Nghĩ đến đây, vũ thần nhếch miệng cười, nói. Có gì không dám? Chính là không biết quý trang có hay không hảo tửu. Ha ha! Cho người ta quen biết. Cạn ly. Mạc tử đồ lại dơ lên chén rượu. Hảo. Kiên. vũ thần đã muốn hét lên một vò rượu lớn tuy nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt hơi ngửa đầu lại uống xong rượu này tuy rằng so ra kém ngọc quỳnh cùng hồng diệp ngưng chính là ở cái thế giới này coi như là thượng phẩm uống rượu quý ở thổ lộ tình cảm nha vũ thần đã biết mạc tử đồ chuyện tình mạc tử đồ cũng không có tiếp tục cái gì giấu giếm đem tình huống của mình cùng vũ thần hoàn toàn nói một lần vũ thần cũng là khâm phục này mạc tử đồ bằng phẳng Mạc tử đồ gặp được cùng vũ thần quả thật có vài phần tương tự, đều là trong gia tộc đấu người bị hại. Mạc gia tuy rằng so ra kém tứ đại gia tộc cùng mới cất ly gia, có thể mạc gia ở đế đô cũng cũng coi là nổi danh đại thế gia một trong. Mạc tử đồ năm tuổi thời gian, cha mẹ mang theo mạc tử đồ đi trước thành thiên hồng thăm người thân, trên đường lọc vào ám sát, ngoài cha mẫu vi song song ngộ hại, lão bộc người triệu bá mang theo mạc tử đồ may mắn đào thoát, về tới đế đô, Mạc tử đồ gia gia đừng trung biết nhi tử con dâu gặp chuyện bỏ mình, rất là phẫn nộ, cả đế đô nhất lên nhất trường phong ba, tuy nhiên nó không có xét sự chút manh mối, chính là mạc tử đồ lại biết, lần đó đâm vết người của bọn họ là ai. Bọn hắn gạt lão gia tử, nghĩ đến làm thực sạch sẽ, ở tại triệu bá không tiếc dưới sự cố gắng, vẫn là đã phát hiện dấu vết để lại. Mạc tử đồ chút hà khẩu rượu tiếp tục nói nếu không phải ta từ nhỏ đã bị phụ thân ẩn tàng rồi tu luyện giả thân phận khủng bố bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta hiện giờ ta hỗn ra đế đô tám đại quần áo lụa là thân phận ha ha bọn hắn càng mặc kệ sẽ ta một cái chơi bời lêu lỏng quần áo lụa là lớn nhỏ ha ha chúng ta gặp được dữ dội tương tự thật sự là đều là chân trời lưu lạc người a uống vũ thần cười khổ một tiếng không khỏi suy nghĩ bảy năm trước chạy ra đế đô khi tình hình dữ dội tương tự chẳng lẽ thần vũ ngươi vậy vũ thần trùng điệp gật đầu khẽ nhíu chân mày nếu không có phương tiện nhiều lời kia cũng đừng có nói mà tử đồ chứng kiến vũ thần nhíu mày cười nói vũ thần lắc đầu cười khổ một tiếng tử đồ huynh thứ cho ta bây giờ còn không thể chi tiết bẩm báo bởi vì này sự kiện một khi nói ra đối với ngươi đối với ta đều không có lợi chuyện này liên lụy quá quả thật liên lụy rất lớn tứ đại gia tộc long gia đế quốc năm đó tối nghịch thiên tu luyện thiên tài long kiếm không ngoại ý muốn bỏ mình ngay cả thi thể đều không có để lại năm đó chuyện này chính là khiến cho tử không đại đế phẫn nộ thử nghĩ nhất quân thống soái gặp chuyện nếu như không có nội ứng tiếp ứng làm sao có thể làm được đến cho dù là thánh giai cường giả nếu muốn ở mấy trăm vạn trong đại quân ám sát nhất quân thống soái cũng là không thể nào trăm vạn đại quân liên miên gần trăm dặm Vô luận là hạ trại, hành quân, vẫn là chiến đấu, thống soái soái doanh đều là nhất giữ bí mật. Cho dù là thánh giai cường giả cũng tuyệt đối tìm không ra. Hơn nữa thân phận một khi bại lộ, cho dù là thánh giai cường giả cũng phải bị sinh sôi hao tổn chết. Phải biết rằng, trăm vạn đại quân trận pháp vây khốn cũng không phải là đồ vui, quản thực lực người rất cao đâu. Người cho dù là thánh giai cao thủ có năng lực giết mấy vạn, Mạc tử đồ mặc dù tốt kỳ nhưng cũng biết vũ thần có không thể nói nguyên nhân vì chúng ta giống nhau gặp được kiền vũ thần cũng không có chút nào chần chờ bừng chén rượu lên nói đích xác hẳn là kiền hơn nữa cần liên tiếp tam chén liên tiếp tam chén ha ha hảo liền liên tiếp tam chén tử đồ huynh ngươi đang ở đây để đô to lớn đối đế đô hẳn là thực hiểu biết đi vũ thần hỏi ha ha quả thật hiểu biết, cần là không có cừu hận trong người, ta chỉ sợ cả đời tử cũng không thể có thể như vậy hiểu biết. Đế đô thật sự là quá. Mạc tử đồ cười khổ xuống. Cả đế đô chia làm 13 cái khu. Ngoại thành có 8 khu, theo thứ tự là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc bát khu. Bên trong thành cùng sở hữu 5 khu, tối trung tâm chính là Hoàng Khu, Hoàng Khu chung quanh theo thứ tự là Hoàng Khu Đông, Hoàng Tây Khu, Hoàng Nam Khu cùng Hoàng Bắc Khu. Trong đó, Tư Mã Gia Vi Hoàng Khu Đông đứng đầu, Sở Gia Vi Hoàng Tây Khu đứng đầu, Hạng Gia Hùng Bá Hoàng Nam Khu, Long Gia còn lại là Hoàng Bắc Khu thủ lãnh. Trừ bỏ này để đô tứ đại thế gia ngoại, mặt khác thế gia phần lớn phân tán bên ngoài thành 8 khu. 13 cái khu từng khu đều lớn thái quá, tin tưởng ngươi đã muốn cảm thấy, nếu dựa theo người thường đi bộ tốc độ, chính là một ngày cũng đừng muốn từ một cái khu đi đến người kia khu vũ thần gật gật đầu không khỏi vi đế đô thật lớn mà cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng âm thầm may mắn may mắn nhận thức cái mạc tử đồ nếu như mình chậm rãi chuyển còn không biết đến phải đợi tới khi nào mới có thể quen thuộc tới đây chứ lần trước ly thanh tuyết nha đầu kia uống như vậy say cũng không có tìm hiểu đế đô bố cục lần này vừa lúc ở tử đồ nơi này bổ sung ta tới đế đô là Phụng Sư Mệnh tới tìm tìm một người Tử Đồ Huynh có không khả năng giúp đỡ vội Vũ Thần nói Chúng ta như thế ăn ý Liền đừng khách khí Người muốn tìm ai Mạc Tử Đồ đối với Vũ Thần nói Ha ha Một người tên là Pa Đô Nhân Tử Đồ Huynh có thể nghe nói qua Vũ Thần nói xong Ở trước ngực trong vạt áo lấy ra Cùng nơi nâu kim chút tiểu bài nhi Đưa cho Mạc Tử Đồ Mạc tử đồ kết quả vũ thần đưa tới thẻ, cẩn thận nhìn trong chốc lát. Chúng sinh. Dài ở thương thiên. Hảo khí phách tám chữ A. Mạc tử đồ không khỏi nói. Pa đồ. Triệu bá ngài có thể nghe qua người này. Mạc tử đồ đối với phía sau triệu bá nói. Triệu bá mày nhíu lại lên nghĩ một lát nhi, lắc lắc đầu, ta trong ấn tượng không có người này. Chẳng lẽ là giấu ở đế đô cao thủ? cao thủ là khẳng định. Hơn nữa nhất định không phải bình thường cao thủ. Vũ thần kiên định nói. Triệu bá. Phiền toái ngài bắt đầu từ ngày mai, phái người ở đế đô 13 khu tìm hiểu người này. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được. Mạc tử đô nói. Là, vâng, đúng. Thiếu gia. Triệu bá gật gật đầu. Tử đô huynh. Đế đô to lớn như thế, như thế nào tìm hiểu? Vũ thần hỏi. Ha ha. Yên tâm đi. Người của ta tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng là đều ở 13 trong vùng rất náo nhiệt địa phương, tỉ như mỗi cái tửu lâu, đổ phương. Để đô sườn đông 30 dặm ngoài một tòa xa hoa trong trang viên, một cái thân mặt màu trắng thiếp vàng cẩm bào, cao sơ búi tóc thanh niên đang ngồi ở bên cạnh ao nhàn nhã điếu lên cá, thanh niên thoạt nhìn 24-25 tuổi bộ dạng, lớn lên túng mỹ dị thương đôi giống như trong đêm đen hạng tinh, lóe thước người sáng rọi. Ba lão giả cho nhau nhìn nhìn, nối đuôi nhau mà vào đi tới hậu viên, nhẹ nhàng mà đi đến thanh niên phía sau, cung kính đứng thành một hàng. Thanh niên tựa hồ không có phát hiện, tiếp tục điếu của hắn cá. Chưa xong còn tiếp. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 Thần thiếu bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com rốt cục mắt câu rồi ha ha thanh niên lôi kéo cần câu một cái nhị thước chiều dài lên màu vàng vẫy màu đỏ lý bị lôi ra mặt nước ha ha đét các ngươi ba đến đây cũng có trong chốc lát chính là dò xét được thanh niên tuấn mỹ cười hỏi tối mặt phải lão giả tiến về phía trước một bước cùng kính nói chứng kiến sư phó ở câu cá cho nên không có quấy rầy ha ha nói đi thanh niên tuấn mỹ cười nói sư phó sáng hôm nay có người thông báo nói đế đô ở đột nhiên nhiều ra rất nhiều người đang tìm sư phó ngài lão giả hiển nhiên cố ý tránh mở thanh niên tục danh ha ha mấy năm trước sư phó nói cho ta biết nói cho ta tìm cái sư đệ sẽ ở bốn năm sau lại tìm ta hiện giờ quả nhiên là đến đây ha ha thanh niên tuấn Mỹ ha ha cười nói. Sư phó sư phụ cấp sư phó tìm sư phụ đệ. Đó không phải là chúng ta ba sư phụ thuốc sao? Đét nuốt khẩu nước miếng thầm nghĩ. Đét. Người đi đế đô đêm tìm người của ta mang lại đây, nhớ kỹ, là một kêu vũ thần nhi đồng. Thanh niên tuấn Mỹ cười đối lão giả phân phó nói. Là, vâng, đúng. Sư phó. Ta đây phải đi. Kêu đét lão giả cung kính nói đợi một chút vẫn là chính mình đi thôi giống như có đã nhiều năm đều không có đi ra ngoài đi một chút thanh niên tuấn mỹ duỗi lưng một cái nói đét nghe được thanh niên trong lời nói trong lòng nhất mồ hôi đã nhiều năm làm sao là cái gì đã nhiều năm a à, ngài lão đều nhanh một ngàn năm không có rời đi qua trang viện các ngươi đều đi vội chính các ngươi chuyện này đi thanh niên tuấn mỹ nói xong thân hình chật lóe biến mất không thấy gì nữa đây là tốc độ cực hạn A. À? Đét nhìn thấy thanh niên Tuấn Mỹ biến mất vẻ mặt cung kính cùng hâm mộ nói. Ngươi thế nhưng ở tại thiên hương lâu A. À? Mà tử đồ nghe được vũ thần nói ở tại thiên hương lâu, không khỏi kinh ngạc nói. Kích động cái gì? Ngủ ở thiên hương lâu làm sao vậy? Ta ngủ ở vẫn là thiên tứ cấp khách phòng đâu. Vũ thần ha ha cười nói. Vậy ngươi cũng thật vận may. Không có đụng tới kia ly đại tiểu thư mạc tử đồ vi vũ thần nhéo đem mồ hôi lạnh nói ly đại tiểu thư ra mòi nhất định là ly thanh tuyết vũ thần trong lòng cười nói làm sao ngươi biết ta không có đụng tới nói không chừng ta còn làm cho nàng theo giúp ta uống rượu đây vũ thần cười nói bồi ngươi uống rượu ha ha ngươi đừng đùa đụng tới nàng không xong lớp da chính là hảo còn uống rượu Ta đã nói với ngươi, chúng ta đế đô tám đại thiếu một đám kiêu hoành bạc khổ, nhưng là phải là gặp phải nữ kia sát tinh, cũng phải một đám ngoan ngoãn trốn đường, nếu như bị cái kia nữ sát tinh bắt lấy, đã có thể thảm. Không lục gia cũng phải rụng khối thịt a. À. Lý Thanh Tuyết lại bị nói khủng bố như vậy. Ta làm sao lại không phát hiện đây? Vũ thần trong lòng không khỏi nghĩ đến, đẹp như thế Lý Thanh Tuyết, thế nhưng làm cho bọn họ sợ thành như vậy thật là một ngoan ngoãn lông giọt đông a à. đến nỗi sao ngươi chính là trung cấp võ giả còn đánh nữa thôi qua một cái nha đầu vũ thần đột nhiên cười nói ngươi đừng quên ta nhưng là không thể động thủ mạc tử đồ vẻ mặt đau khổ buồn bực nói ha ha đúng vậy ngươi ngươi không thể động thủ ha 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 vũ thần nghĩ đến mạc tử đồ không thể hoàn thủ bị đuổi theo thu thập không khỏi cảm thấy được buồn cười chứng kiến vũ thần cười chính mình mạc tử đồ thở dài nói đây là ta quần áo lụa là thân phận mang đến lớn nhất bi ai bất quá nhà đầu kia thực lực thật sự là không thể chê coi như không che giấu tu luyện giả thân phận ta chỉ sợ cũng không phải là của nàng đối thủ nàng thực lợi hại như vậy xem mạc tử đồ đối ly thanh tuyết đánh giá cao như vậy vũ thần tâm không khỏi càng phát ra thật là tốt kỳ ha ha hơn là lợi hại a à, chờ ngươi nhìn thấy nàng sẽ biết bất quá tốt nhất còn là đừng thấy thật là tốt bởi vì a à, ngươi không thể trêu vào nàng a à. ha ha ta không thể trêu vào nàng vả lại nàng còn thân hơn thủ cấp bổn công tử rót rượu uống đâu Vũ thần nghĩ đến ly thanh tuyết như vậy một cái làm cho người ta khủng bố tồn tại cho mình rót rượu, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Sau khi có cơ hội là cần biết một chút về, ha ha. Cùng xe cười nói. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục luyện công đi. Mạc tử đồ buông nhanh nhẹn nói. Ta cũng ăn no. Ngày hôm nay không luyện, ta phải quay về thiên hương lâu một chuyến, bọc của ta phục chính ở chỗ này đâu lão ở ngươi người này chờ cũng không phải biện pháp ta cũng phải làm ít chuyện chuyện không phải vũ thần đứng lên duỗi lưng một cái nói vũ thần tiền tài thật là không có ở trong bao quần áo chính là trong cái bọc còn có hai kiện mẫu thân tự tay vì chính mình làm quần áo đâu kia cũng không thể không cần kia ta đưa ngươi đi ta hảo vài ngày đều không có đến trong thành mặt mày rạng rỡ đừng làm cho bọn họ đem ta đã quên ha ha mạc tử đồ ha ha cười nói đừng a à, ngươi tên kia đầu rất dọa người ta không cùng ngươi cùng nhau vũ thần lắc đầu cười nói vậy ngươi cũng làm cái quần áo lụa là thiếu gia không phải được đi thôi có ở còn có thể bị người ăn có thể nào mạc tử đồ cũng đứng lên người đâu chuẩn bị vào thành ngươi thật sự cùng với ta cùng nhau a à? vô nghĩa nhân sinh khó được nhất tri kỷ chúng ta gặp được đã muốn như vậy tương tự, vì sao không hề làm cho bọn họ càng tương tự một ít đây? Ha ha! Xong rồi! Không chừng lần này thanh danh của ta muốn phát hỏa. Vũ thần trong lòng bi ai nghĩ đến. Đi trước chuyến chúng ta mạc gia đi. Thần thiếu. Vũ thần cùng mạc tử đồ ngồi xe ngựa vừa mới tiến thành, mạc tử đồ liền bắt đầu vẽ mặt vui cười. Thần vũ, kê lúc hành tỉnh thần gia thiếu gia, đây là mạc tử đồ cấp vũ thần muốn thân phận vũ thần ở không thể nề hà hà chỉ phải khách mời một lần lớn nhỏ trái lại chính tự mình có không phải là không có quần áo lụa là qua vũ thần biểu môi nghĩ đến kiếp trước long thần vũ long gia thất thiếu tên cũng không phải là bạch hổn đây chính là người gặp người đau a à. cái gì ngươi hỏi chỗ nào đau a à? ha ha đương nhiên là đau đầu khó phải không còn là ở đâu a à? nhé là thiếu gia đã về rồi Thiếu gia hảo. Thiếu gia. Vũ thần cùng mạc tử đồ mới vừa vừa xuống xe, liền nhìn thấy trước cửa mấy người nhà chạy tới, ân cần ân cần thăm hỏi lên. Ông nội của ta ở trong phủ không có. Mạc tử đồ túng nhị năm tám vạn dường như, ngay cả nhìn cũng không nhìn này hạ nhân liếc mắt một cái. Vũ thần nhìn thấy mạc tử đồ biểu tình, thầm nghĩ. Dựa vào. Ngươi không đi diễn điện ảnh thật sự là bạch mù. Hắc hắc thiếu gia trở về vừa lúc, ông hôm qua vóc dáng mới vừa trở lại trong phủ. Khi hạ nhân cười theo nói. Ân, vị này chính là kê lúc hành tỉnh thần gia thần thiếu. Mạc tử đồ giới thiệu nói. Nhé, nguyên lai là thần thiểu gia. Tiểu nhân cấp thần tước gia hành lễ. Khi hạ nhân nhất định vũ thần thân phận, vội vàng cấp vũ thần hành lễ. Vũ thần cũng không kinh ngạc, gật gật đầu, trên mặt cũng là một bộ ngạo khí bộ dạng kê lúc hành tĩnh thần gia ở trên đường mạc tử đồ cũng đã cấp vũ thần giới thiệu qua vũ thần sau khi nghe xong trong lòng nhìn không được tán thưởng thần gia quả nhiên là giỏi lắm gia tộc cho dù so sánh với u lan hành tĩnh nhiễm gia còn muốn còn hơn lúc trước kê lúc thần gia vạn năm trong lúc đó vì đế quốc chết trận chiến trường thần họ nam nhi vượt qua hai ngàn chi nhánh cự có thể nói như vậy thần gia là hoàn toàn xứng đáng công huân gia tộc tử không đế quốc ban bố pháp lệnh, phàm là thần gia nhất mạch sinh ra năm nhi, năm tuổi lúc sau liền vì đế quốc nam tước. Đây cũng là đừng phủ hại nhân quản vũ thần kêu tước gia nguyên nhân. Tất cả đứng lên đi. Vũ thần thuận miệng nói một câu, cùng mạc tử đồ song song vào bên trong đi đến. Nếu đem đế đô thế gia phân một chút cấp bậc, như vậy tứ đại gia tộc cùng ly gia này năm siêu cấp thế gia không thể nghi ngờ là tầng cao nhất tồn tại, mà đi xuống cấp một, phải tính đến mạc gia chờ hơn 20 cái nhất lưu thế gia, xa hơn sau chính là trên dưới 100 trong đó chờ thế gia tổng số lượng phồn đa tiểu thế gia. Mạc gia phủ đệ ở thành Bắc Khu, chiếm diện tích vượt qua trăm mẫu, diện tích tuy rằng không lớn, chính là đừng quên, đây là đang đế đô. Ở tất đất tất vàng đế đô chiếm diện tích trăm mẫu, trừ bỏ ngũ đại siêu cấp thế gia cũng chỉ có mạc gia này đó nhất lưu thế gia có thể làm tới, này thành Bắc Khu trừ bỏ mạc gia ở ngoài, còn có tôn gia cùng lưu gia hai cái nhất lưu thế gia, mạc tôn lưu tam đại gia tộc ở thành bắc khu hình thành một loại cân bằng, cũng là bình an vô sự. Kỳ thật không riêng này thành bắc khu, bên ngoài thành mặt khác bảy khu, đều tự tồn tại không chỉ một cái nhất lưu thế gia, trải qua vô số năm phát triển, từng khu đại gia tộc đều phát triển tới một cái điểm thăng bằng, đều tự trưởng quản lấy thuộc về mình nghề nghiệp, ai cũng không muốn đánh vỡ cũng đã hình thành đế đô thế gia hiện giờ vận mệnh. Lý Bá Ông nội của ta ở tại thư phòng Mạc tử đồ cùng vũ thần đi vào trước cửa thư phòng Mạc tử đồ đối với một vị lão quản gia nói Tiểu công tử A vào đi thôi Lão gia đang tìm ngươi đây Lão quản gia thở dài nói Mạc tử đồ quắc quắc miệng Biết lần này lại muốn thảm Sợ hãi gia gia của ngươi thu thập ngươi Vũ thần nhỏ giọng cười nói Ta sợ cái gì Có ngươi đang ở đây ta lần này có thể chạy thoát ha ha mạc tử đồ nhãn châu xoay động nói cái gì vũ thần không rõ hỏi nhớ kỹ ngươi thân phận ha ha đi theo ta mạc tử đồ nhỏ giọng nói xong kéo cùng vũ thần hướng thư phòng đi đến hừ ngươi lại ở bên ngoài làm cái gì thương thiên hại lý chuyện nói vũ thần đi theo mạc tử đồ vừa vào cửa chỉ nghe thấy một vị lão người thanh âm tức giận vũ thần tìm theo tiếng nhìn lại trong lúc đó một cái lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi ở án thư sau trừng trong mắt nhìn thấy mạc tử đồ giống như không có phát hiện vũ thần thông thường vũ thần biết lão giả này nhất định chính là mạc tử đồ gia gia đừng trung này gia gia ngươi có phải hay không có nghe được cái gì người ta nói ta nói bậy ta mấy ngày nay cũng không có chuyện gì làm a à ngay tại ngươi cho ta cái kia cái tiểu trong trang viên bồi bằng hữu uống rượu đâu. Đúng rồi. Gia Gia. Đây là tới từ kê lúc hành tĩnh thần Vũ. Mạc tử đồ vội vàng kéo ra khỏi Vũ thần này nhất tấm mộc. Thần Vũ. Ngươi họ thần. Ngươi là kê lúc hành tĩnh thần gia người. Lão giả nghe được mạc tử đồ trong lời nói không khỏi ngẩn ra, lập tức cười hỏi. Đúng là. Tiểu tử thần Vũ, gặp qua đừng gia gia. Vũ thần nói xong hướng đừng trung hành một cái vãn bối lễ. Nhìn thấy vũ thần hành động, mặt trung tâm bên trong gật gật đầu. Lão Phu đã sớm nghe thần gia con cháu bọn chúng đều là võ giả xuất thân, dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa từng năm nhi 13 tuổi sẽ gặp ly gia ra ngoài du lịch 5 năm, có thể ngươi. Đừng gia gia nhất định là tò mò tiểu tử tại sao là phi tu luyện giả đi. Vũ thần ha ha cười nói, lập tức một quyền hướng không trung đánh ra, nhìn như thoải mái vô cùng, chính là đừng trung lại cảm giác được rõ ràng một quyền kia uy lực. Vũ thần một quyền này đánh ra tầng thứ ba võ giả cường độ. Không ngờ là tầng thứ ba võ giả. Nhiều lắm cũng 11-12 tuổi đi. Còn tuổi nhỏ thế nhưng đạt tới ba cấp võ giả, thật không hổ là thần gia Nam Nhi A, mặt trung tâm bên trong sợ hải thang nói. Vũ thần vừa rồi một quyền kia cũng không có sử dụng nội lực, cho nên cũng không có đế đừng trung phát hiện vũ thần đặc thù đấu khí. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 47 Ly Đại Mỹ Nhân Phẫn Nộ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương thứ 47 Ly Đại Mỹ Nhân Phẫn Nộ Nói vậy trên người ngươi nhất định có che giấu hơi thở vật phẩm đi. Ha ha! Che giấu hơi thở vật phẩm tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, có thể ngươi thân là thần gia người có được loại đồ vật này thật cũng không kỳ quái tiểu tử đối lão phu ta như thế yên tâm triển lộ thực lực chẳng khác gì là nói cho ta biết trên người ngươi có cái loại này đặc thù vật phẩm ha ha đây là đối lão phu tín nhiệm của ta a à. đừng trung nói tới chỗ này một chút ngươi như thế tín nhiệm lão phu lão phu cũng nhất định sẽ cho ngươi bảo thủ bí mật đừng trung vẻ mặt nghiêm túc nói Lúc này mặt trung tâm bên trong có thể nói là giật mình không nhỏ, phải biết rằng, vậy cũng lấy che giấu hơi thở vật phẩm kỳ trân quý trình độ, tuyệt không thua gì ngàn lập phương không gian giới chỉ, mỗi một văn kiện đều đều là có thể khiến cho tinh phong huyết vũ. Giữ bí mật Vũ thần nghe được đừng trung trong lời nói sửng sốt. Che giấu hơi thở vật phẩm thực hiếm thấy sao? Tôn tử của ngươi nhẫn đeo trên tay không phải là thôi. Vũ thần trong lòng nghĩ nhìn mặt tử đồ giống nhau, chỉ thấy mạc tử đồ hơi hơi lắc đầu thì ra là thế xem ra này đừng lão gia tử cũng không biết mình tôn tử nhẫn tác dụng a à, tử đồ huynh nói hắn nhẫn là phụ thân khi hắn vừa ra đời thời gian thì cho tử đồ mang cho xem ra này đừng lão gia tử quả thật không biết a à, vũ thần thật sự là là không biết vậy cũng lấy che giấu hơi thở vật phẩm là bao nhiêu trân quý nếu biết chỉ sợ sẽ là đánh chết vũ thần cũng sẽ không khiến người hiểu lầm chính mình có lấy này nọ không chỉ có vũ thần không biết, tự liên mạc tử đồ cũng căn bản không biết. Vậy tạ ơn mạc gia gia. Vũ thần nhỏ khẽ không người nói, trong lòng nghĩ đến, tử đồ để cho ta đóng giả thần gia người, chính là theo vừa rồi lão gia tử trong lời nói đến phân tích, thần gia công tử, có vẻ như hẳn là rất khó dưỡng thành quần áo lụa là tính cách A, nghiêm khắc gia giáo, năm nhi 13 tuổi muốn ra ngoài du lịch 5 năm. Thần gia năm nhi, tưởng thật được A, vũ thần thầm suy nghĩ đến ta đây cái tôn nhi như thế có thể không nên thân. Thế nhưng có thể kết bạn đến thần gia người, thật sự là khiến ta kinh nhạ a. À. Đừng trung lắc đầu nhìn thấy mặt tử đồ nói. Gia gia. Người đây là ý gì? Mạc tử đồ vẻ mặt đau khổ nói. Ha ha. Ta cùng với tử đồ huynh nhất kiến như cố. Là vì tri kỷ. Vũ thần nhỏ khẽ cười nói. Tri kỷ. Đừng trung khóe mắt vừa kéo, cháu của mình cái gì đức hạnh chính mình còn không biết sao tri kỷ chẳng lẽ thần gia công tử vậy ai lớn như thế gia tộc ra mấy thật cũng bình thường mặt trung tâm bên trong lắc đầu nghĩ đến nhìn về phía vũ thần nhãn quan không khỏi mang theo một tia phức tạp gia gia nếu là không có chuyện gì khác chuyện tôn nhi cùng với thần vũ cáo lui trước mặt tử nói ai đi thôi chớ để dạy hư thần công tử đừng trung thở dài nói đối với mình đứa cháu này đừng trung có thể nói là vừa yêu vừa hận yêu chính là này mạc tử đồ cha mẹ đã muốn mất đi nhiều năm đừng trung lao thẳng đến chuyện này trách nhiệm lạm ở trên người của mình năm đó là chính mình để mạc tử đồ cha mẹ rời đi đô thành mới gặp đến ám sát cho nên của mọi người nhiều tôn tử bên trong đừng trung cô đơn yêu hơn mạc tử đồ hận chính là mạc tử đồ rất không có tiền đồ đúng sai tu luyện giả lại như thế nào? Nếu hảo hảo làm việc, giống nhau có thể trở thành gia tộc thân xương, chính là mạc tử đồ cả ngày chơi bời lêu lỏng, ngày từng ngày cùng đế đô này đại thiếu gia nhóm sống vất vưởng, lại vẫn hỗn ra cái đế đô tám đại quần áo lụa là danh hào. Đừng trung bất đắc dĩ, chỉ phải cấp mạc tử đồ sớm đế đô cách đó không xa mua một chỗ trang viện, thích làm sao làm liền như thế nào làm đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Bất quá lão tử tử quy định, chỉ cần mình tiếp tục trong phủ mạc tử đồ nhất định mỗi ngày đến đã biết lý báo cái đến mạc tử đồ xe ngựa thực xa hoa nói cách khác rất nhiều người đều biết này hai xe ngựa mạc đại thiếu tòa giá xe ngựa hung hăng càng quấy hành tẩu ở đường trung ương một ít người đi đường đều rất xa tránh đi ở xe ngựa đã qua lúc sau một đám đối với xe ngựa bóng lưng lộ ra xem thường thần sắc thiếu gia thần công tử thiên hương lâu tới mã sau khi xe dừng lại, một cái hạ nhân bẩm báo nói. Thiên hương lâu cùng mạc gia đều ở ngoại thành bắc khu, khoảng cách không tính là nhiều xa. Đi xuống xe ngựa, vũ thần đánh mắt nhìn đi, thiên hương lâu trước cửa như cũ đứng mấy đón khách bồi bàn, trong đó còn có ngày đó ngăn đón vũ thần cái kia cái gọi là Plains bồi bàn. Chứng kiến mạc tử đồ xe ngựa, kia Plains cùng một người bồi bàn lập tức chạy tới. Là, vâng, đúng, Mạc đại thiếu a, à, ngày hôm nay có rảnh lại đây à? a." Thales đối mặt tử đồ vẻ mặt cười nịnh nói. Thales nhưng trong lòng ở bồn chồn, để đô này mấy lớn nhỏ nhìn thấy nhà mình đại tiểu thư, một đám lẫn mất so với ai khác đều nhanh, Ly gia ở đế đô 13 khu khách sạn tử lâu to như vậy bạn, này mấy lớn nhỏ thông thường là sẽ không dễ dàng đi, sợ gặp được đại tiểu thư, như thế nào ngày hôm nay này Mạc đại thiếu dám tới chỗ này. Tiểu thư ngày hôm nay có vẻ như vậy quên đi. Vẫn là hảo hảo hầu hạ lên đi. Coi như bọn hắn sợ ly đại tiểu thư, có thể cũng không phải mình có thể lãnh đạm, chính mình một cái coi khinh cửa nhỏ, bọn hắn nếu giết chết chính mình còn không cùng nghiện chết con kiến giống như giảng đáp A. Vị thiếu gia này là... Plains thấy được vũ thần, không khỏi cung kính hỏi. Lúc này vũ thần cùng ngày đó có thể nói là khác nhau rất lớn, ngày đó vũ thần chạy mấy tháng đường, một thân mặt xám mày cho không nói, y phục trên người cũng là giá thấp hàng, còn rách rưới, tuy rằng so với tên khất cái thân nhau đó, có thể cũng cũng không khá hơn chút nào, nhưng hôm nay đâu. Một thân xanh nhạt màu nóng hâm hấp kim công tử sam, đủ đặng màu trắng vân dậy, một cái giá trị xa xỉ tím bầm cuốn cột tại kéo, sáng búi tóc trên, thái dương chỗ rắc hai sợi thư thất, tuy rằng tuổi không lớn, có thể kia ánh mắt lại tản ra một tia kinh nghiệm phong ba thành thục cảm, nếu cẩn thận xem xem, liền gặp phát hiện kia ánh mắt thật sâu, sâu đích đáng sợ. Thiếu niên này hảo nhìn quen mắt. Ta nhớ, quá đã gặp nhau ở nơi nào. Chính là vì cái gì muốn không đến đây. Rốt cuộc là nhà ai công tử đây? Thalens trong lòng thầm suy nghĩ đến, Thalens đối cho trí nhớ của mình vẫn là thực tự hào, này để đồ bắt khu các gia công tử quý nhân, chỉ cần đã tới thiên hương lâu, Thalens đều cũng chính nhớ cho tâm, có thể mặc đối trước mắt thiếu niên này, chính mình cũng như thế nào cũng nhớ không nổi đến đây. Ngươi là gọi là Blanche đi. Vũ thần mang theo một tiên nghiền ngẫm mở miệng. Công tử biết tiểu nhân. Blanche cuốn quýt nói, phải biết rằng, thông thường thế gia công tử, ai sẽ đi nhớ ngươi nhất cái coi cửa nhi tiểu nhân vật, nhưng trước mắt này thiếu gia. Blanche tâm có thể nói là kích động tới cực điểm, nếu như có thể thành làm một người thế gia công tử bên người nô bộc. Viên này so với tại đây thiên hương lâu trong cửa muốn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần A, à, càng nghĩ càng kích động. Vũ thần ngày đó nghe kia tổng quản kêu lên Plenstein, vũ thần có được lấy siêu cường trí nhớ, tự nhiên là nhớ kỹ. Ngươi nhìn không ra ta là ai? Vũ thần cười nói. Này! Thứ cho tiểu nhân mắc vụng về. Tiểu nhân! Tốt lắm! Không cần nghĩ, ta chính là ngày đó bị ngươi ngăn lại cái kia cái, cuối cùng tiến vào trời cho phòng tiểu hài nhi. Vũ thần ha ha cười nói. Cái gì? tiểu tử ngươi dám ngăn đón thần thiếu. Chán sống sai lệch ngươi. Mạc tử đồ nói xong một cước đá vào Plains trên người, bởi vì mạc tử đồ giả tạo là một phi tu luyện giả, cho nên một cước này thật cũng không có bao nhiêu độ mạnh yếu, kia Plains nghe được vũ thần trong lời nói, nháy mắt nghĩ tới, tất cả đều liền đã trúng mạc tử đồ một cước, thầm nghĩ. Cái này xong rồi. Tiểu tử ngươi mù mắt chó. Ngay cả thần thiếu cũng dám ngăn đón cả đế quốc có mấy người cái dám ngăn đón thần gia thiếu gia con mẹ nó ngươi muốn chết không phải Mà tử đồ càng nói càng khí nếu không bị vũ thần một phát bắt được rất có thể còn có thể tiếp tục động thủ tốt lắm tử đồ huynh ta bất quá là nói cho hắn biết một tiếng có hay không trách hắn ngươi đều cho hắn một cước đừng đánh nữa vũ thần cười nói nhưng trong lòng ở trong tối mồ hôi tiểu tử này biểu diễn kỹ xảo thật sự là nhất tuyệt lần này thần thiếu không so đo liền nhiễu ngươi một lần lần sau đem ngươi vậy đối với mắt chó phóng điểm sáng nhi là vâng đúng dạ dạ Plains gật đầu đất mổ thóc thông thường u ai vậy a à, thật lớn khí phái a à. một cái giống như âm thanh thiên nhiên giống như nữ tử thanh âm của từ trên lầu truyền xuống vũ thần nghe được thanh âm không khỏi vui lên tự nhiên nghe lên tiếng âm chủ nhân từ sau khi nha đầu kia uống say sao biến mất đã có bảy tám ngày không có gặp đến qua. Má ơi! Nàng như thế nào ở? Mạc tử đồ biến sắc nói. Theo sau lại là nhất cân tức, nhìn về phía Plains mắng. Ngươi là cậu nô tài, tiểu thư nhà ngươi ở như thế nào không nói sớm. Ta xem ngươi vẫn là thiếu thu thập. Này này này! Tiểu nhân còn chưa kịp nói a. À. vẻ vẽ mặt đau khổ nói. Cái kia! Thần thiếu! Ngươi đi lên lấy này nọ thì tốt rồi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi." Mà Tử Đồ nuốt khẩu nước miếng nhìn thấy lầu ba cửa sổ nói, "Ha ha, thật không nghĩ tới, không sợ trời không sợ đất mạc đại thiếu thế nhưng sẽ như thế sợ một cái nha đầu." Vũ Thần ha ha cười nói, "Ngươi không cần kích ta." Yêu cười liền cười đi. Dù sao ta là không đi lên. Mà Tử Đồ biểu môi nói, một bộ lợn chết không sợ mở nước nóng bộ dạng mạc tử đồ ngươi cũng cho cô nải nải lăn đi lên ly đại tiểu thư thanh âm của lại truyền đến trong thanh âm còn mang theo một loại khó có thể che giấu phẫn nộ lần này ngươi trốn không được nữa vũ thần trùng điệp vỗ một cái mạc tử đồ phía sau lưng cười nói theo sau cất bước đi vào thiên hương lâu mạc tử đồ khuôn mặt so với khổ qua còn khổ nâng lên trầm trọng cước bộ cũng cùng ngủ ở vũ thần đi vào. Cho ngươi tiếp tục ngư. Plains nhìn thấy mạc tử đồ bóng lưng đắc ý thầm nghĩ. Vũ thần cùng mạc tử đồ đi vào thiên hương lâu, một cái nữ hầu người liền dẫn hai người hướng lầu ba đi đến. Đây là làm sao vậy? Nhà đầu kia ánh mắt không đúng. Vũ thần vừa tiến vào phòng liền phát hiện, Ly Thanh Tuyết xem ánh mắt của mình, thật giống như chứng kiến chứng kiến vật dụng thực tế giống như giả thú tiểu tử ngươi quả nhiên không đơn giản thế nhưng cùng mạc tử đồ hỗn đến cùng nơi đi rồi ly thanh tuyết hít một hơi thật sâu từ từ nói bất quá vũ thần cảm giác ra nhà đầu kia là cố nén lửa giận bởi vì ánh mắt kia quá kinh khủng cái gì gọi là cùng ta hỗn đến cùng nhau sao chẳng lẽ ta rất kém cỏi sao mạc tử đồ bất mãn nhỏ giọng nói ngươi câm miệng cho ta Ly Thanh Tuyết hung hăng trừng mắt Mạc Tử Đồ nói. Mạc Tử Đồ nghe được Ly Thanh Tuyết trong lời nói, đột nhiên nuốt khẩu nước miếng, ngoan ngoãn nằm miệng, chứng kiến đường đường Mạc Đại Thiếu như thế kinh ngạc, Vũ Thần không khỏi cảm thấy được buồn cười. Ly Đại Mỹ Nhân Ha ha! Còn nhớ rõ ta a? À? Vũ Thần ha ha cười nói. Ngươi hóa thành cho ta cũng nhớ rõ ngươi, nói. Ngươi lần trước ngươi đem bổn tiểu thư quá chén hỏi cái gì không nên hỏi trong lời nói. Làm cái gì không chuyện nên làm. Ly Thanh Tuyết cầm trong tay cơm trạc xiên vỗ vào trên bàn lớn tiếng nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 48 Ti Mã Thanh Sam Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương thứ 48 Tư Mã Thanh Sâm, cái gì gọi là ta chút ngươi a? À, rõ ràng là ngươi chút ta được không? Là chính ngươi tử lượng không được, uống say trước, ngươi vẫn còn đến trách ta a? À. Vũ Thần trắng ly thanh tuyết liếc mắt một cái nói: Ta giọt cái thần a, à, thần tượng a, à, cũng dám chút này bà cô rượu, còn hỏi cái gì không nên hỏi, làm không nên làm, ách. Tiểu tử này hẳn là không phải loại người như vậy a, à, Mặc Tử đồ vẽ mặt bội phục thêm sùng bái còn có tín nhiệm thầm nghĩ. Ngươi! Ly Thanh Tuyết nghe được vũ thần trong lời nói, rồi lại không thể phản bác. Bởi vì vũ thần nói quả thật đúng vậy, phải biết rằng, ngày đó phần lớn là Ly Thanh Tuyết ở chút vũ thần, vũ thần chính là đáp lễ mà thôi, ngươi chút hai ta chén, ta chỉ đáp lễ ngươi một ly, đây không tính là khi dễ ngươi là nữ hài tử đi. Đến cuối cùng, vũ thần ít nhất so với Ly Thanh Tuyết uống nhiều hai cân. Chính mình uống bất quá người ta, còn oán người ta, hình như là không thể nào nói nổi ly thanh tuyết giống như cảm thấy có chút đuối lý vậy ngươi đều hỏi những thứ gì không nên hỏi làm cái gì không nên làm sao ly thanh tuyết không dây dưa nữa ai chút ai vấn đề nào có hỏi không nên hỏi a à, càng không có làm không nên làm a à. vũ thần sờ sợ cái mũi ủy khuất nói khi ta cái gì cũng không biết có phải hay không ly thanh tuyết hít mắt cắn răng nói à, ngươi cái gì cũng biết a à, vậy ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Vũ thần biểu môi nói. Ngươi. Thần Vũ. Ngươi tên hỗn đảng này. Xuất sinh. Ta muốn giết ngươi. Ly Thanh Tuyết kiều quát một tiếng muốn ra tay. Ta dọc mẹ ơi. Vũ thần nhìn thấy bảo nổi Ly Thanh Tuyết trong lòng cả kinh, nhà đầu kia trong ánh mắt tựa hồ cũng có thể phun ra lửa. Ta ta rốt cuộc làm cái gì a à? không phải ở ngươi say sao hỏi ngươi mấy vấn đề thôi giết ta đến nỗi sao hơn nữa hỗn đảng. súc sinh này đều chỗ nào cùng chỗ nào a à? chẳng lẽ ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi không có a à? vũ thần trong lòng buồn bực thầm nghĩ vũ thần nhưng không biết vì để cho ly thanh tuyết trưởng chút giáo huấn ly thanh tuyết phụ thân của cố ý nói nếu không phải gia tộc bảo hộ người của hắn đúng lúc ra tay, nàng rất có thể đã bị cái kia cùng nàng uống rượu tiểu tử cấp vũ nhục. Nếu để cho vũ thần biết, không biết có thể hay không buồn bực học máu. Ly Thanh Tuyết nghe được phụ thân trong lời nói sau lúc ấy liền phát điên, thề phải làm thịt vũ thần, Ly Thanh Tuyết phát điên kia là bực nào quy mô, phụ thân của hắn biết tiểu tử đó không có làm chuyện xấu, có sao có thể để Ly Thanh Tuyết đi giết người đâu. Vì thế sẽ đem Ly Thanh Tuyết đóng lại, nói là làm cho nàng tỉnh lại tỉnh lại, này quay ngược tỉnh chính là năm ngày, năm ngày thời gian vừa qua, Ly Thanh Tuyết liền vội vàng hỏa hỏa đi tới thiên hương lâu, nhất tra mới biết được, kia bồi nàng uống rượu kêu thần vũ tiểu tử còn không có lui phòng, chính là biến mất không thấy, cho là của chúng ta Ly Đại Mỹ Nhân rất có kiên nhẫn, mang theo báo thù lửa giận luôn luôn canh giữ ở thiên hương lâu. Ai? Nhà đầu kia cũng không muốn muốn, chúng ta vũ thần mới bao nhiêu tuổi A liền vũ nhục ngươi quan trọng nhất là, nếu vũ thần thật sự làm ra kia chờ hành động, người ly gia người sẽ thả mặt cho vũ thần tiếp tục sống trên đời. Nhưng lại tiêu diêu ở tại thiên hương lâu lý. Có lẽ, nữ nhân xinh đẹp cùng chỉ số thông minh thật là thành ngược lại a. À? Đáng thương vũ thần ở đối mặt ly thanh tuyết khi tức giận, còn u mê không biết là chuyện gì xảy ra nhi đâu. Ngừng ngừng ngừng. Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ. Ngươi có chuyện hảo hảo nói có chuyện hảo hảo nói. Nhìn đối phương một bộ khổ đại thù thâm bộ dạng, vũ thần hoảng sợ, vội vàng lui ra phía sau trốn được mạc tử đồ phía sau. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết này bà cô xem ta cũng không vừa mắt a à, tránh ở thân thể của ta sau, này không bày rõ ra kéo ta cùng nơi bị đánh thôi. Mạc tử đồ nhỏ giọng nói, bất quá hắn lời hoàn toàn bị vũ thần coi thường. Ta phi. Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, ngươi ngày đó đều phạm phải. Ly Thanh Tuyết nghe được vũ thần trong lời nói, cơn tức không hàng trái lại thăng, cầm lấy trên bàn cơm trạc xiên tụy tay liền bay tới, nhìn thấy cơm trạc xiên bay tới tốc độ cùng độ mạnh yếu, cho dù là tầng thứ ba võ giả cần né tránh cũng không dễ dàng. Nhà đầu kia thật muốn giết ta a, à, ta tìm ai gây ra ai ta. Vũ thần nhìn thấy bay tới cơm trạc xiên lo lắng nghĩ đến, không bại lộ tu luyện giả thân phận rất khó tránh thoát. Chính là bại lộ vũ thần trong lòng đang ở do dự muốn hay không bại lộ chợt nghe đến mạc tử đồ hô tiểu tử ngươi đừng hại ta vũ thần chỉ cảm thấy được thân thể của chính mình bị mạc tử đồ hung hăng va chạm vũ thần bị mạc tử đồ này va chạm đột nhiên hướng phía sau rút lui vài bước cố ý thân mình trầm xuống phù phù một tiếng ngồi dưới đất vừa lúc tránh thoát bay tới cơm trạc xiên tiểu tử ngươi rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu nhi còn kéo ta cùng đi cho ngươi chôn cùng Mạc tử đồ vẽ mặt quân pháp bất vị thân nói, vũ thần tự nhiên biết, mạc tử đồ là giúp chính mình che giấu tu luyện giả thân phận. Khi nhìn như người thường ở giữa va chạm, cũng vừa đúng cấp vũ thần tạo một cái lui về phía sau thế. Nhìn thấy mạc tử đồ một ít mặt chánh nghĩa lẫm nhiên, vũ thần hơi kém không bật cười. Này nha đích thực hội diễn diễn, bất quá. Diễn được hảo. Ta. Ta có thể làm gì a à? không phải là cùng nha đầu kia hét lên chút rượu, nàng tử lượng không được lập tức say, sau đó ta sẽ đi phó tiền cơm. Thanh toán tiền lúc sau liền trực tiếp trở về phòng. Đúng rồi. Ta lúc trời đi có hai cái nữ hầu người vào phòng, các nàng có thể làm chứng A. Đúng rồi còn có một cái nam bồi bàn, chính là hắn dẫn ta trả đích tiền, tiền ta hơn 1.300 tử tinh tệ đâu, ta đã giảm ta. Vũ thần vẽ mặt quỷ khuất, miệng cùng bật cây đậu giống như thuyết lên vũ thần tự nhiên không phải nói cho mạc tử độ nghe mà là vì đem chuyện đã trải qua cấp ly đại tiểu thư trần thuật một lần nhìn xem nàng có thể hay không nhớ tới cái gì hoặc là phát hiện cái gì hiểu lầm ngươi tạm thời cho ta giả bộ ngươi ly đại tiểu thư mở miệng lần nữa tuy nhiên nó lại đột nhiên dừng lại giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như ngươi ngày đó có thấy hay không một cái trưởng lên bơ phải đích hắc bào nhân ly thanh tuyết đột nhiên hỏi bơ áo đen tử. Không có A. À. Vũ thần vẻ mặt vô tội nói. Bất quá trong lòng cũng đã nghĩ đến một người, chính là trời ở phòng sườn cửa sổ cái bóng đen kia. Nghĩ đến người kia, vũ thần tự hồ nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng lẽ... Người nọ đem ta hỏi trong lời nói đều nói cho nha đầu kia sao? Kia cũng không trở thành để nha đầu kia giết ta đi, ta lại không có hỏi gia tộc nàng bí mật càng không có hỏi nàng mặc màu gì bụng nhỏ đâu cùng tiểu khố khố ta ta oan uổng a à. không đúng vừa rồi nha đầu kia nói ta đối với nàng làm cái gì dựa vào ta có thể đối với ngươi làm việc cái gì khó phải không ta còn có thể không tốt chẳng lẽ mình bị người lợi dụng dựa vào đây cũng quá giả chứ không đúng nhất định là như vậy đam y cái này cũng được. Vũ thần nhịn không được hô. Ngươi quỷ gào gì, đam ít, là có ý gì? Ly Thanh Tuyết nghe được vũ thần đột nhiên trống lên nhất giọng hát, không khỏi hoảng sợ. À, ta, đam ít, ta, à, không. Không có gì. Đam ít chính là. Chính là ta bất đắc dĩ đến sắp hôn mê ý tứ của. Vũ thần giải thích lên, đam ít, hàm ý. Ta hảo muốn biết ngươi vì sao phải giết ta nhất định bị một vài ý đồ riêng gia tộc dùng để khi sách giáo khoa. Vũ Thần híp mắt nói, đang nói nói, một vài gia tộc thời gian còn cố ý tăng thêm ngữ khí nhìn thấy Ly Thanh Tuyết, Thanh Tuyết tuyết tự nhiên biết Vũ Thần nói chính là mình gia tộc. Ly Thanh Tuyết vốn cũng rất thông minh, hơn nữa vừa rồi cũng đột nhiên cảm thấy được việc này có chút kỳ quặc, nghe Vũ Thần vừa nói như thế, tự hồ cũng muốn thông cái gì. Sắc mặt không khỏi thay đổi mấy lần, chẳng lẽ là phụ thân lừa chính mình kia vừa rồi chính mình chẳng phải là hơi kém dết làm người tốt may mắn mạc tử đồ tên khốn kia đẩy hắn một phen thật sự là may mắn a à. lần đầu tiên phát hiện mạc tử đồ hỗn đảng này cũng có làm đối sự thời gian ly thanh tuyết trong lòng nghĩ đến nếu để cho mạc tử đồ biết ly thanh tuyết ý tưởng nhất định sẽ buồn bực đến đập đầu vào tường ly đại mỹ nhân ta nghĩ ngươi hẳn là nghĩ tới điều gì đi vũ thần cười khổ nói Ly Thanh Tuyết nghe được vũ thần trong lời nói, đôi mi thanh tú nhíu lại gật gật đầu. Có thể là ta hiểu lầm ngươi. Cái gì gọi là có thể a à, vốn là. Còn hơi kém vết ta. Vũ thần được để ý không buông tha người hô. Kia, Ta đây cho ngươi nói một lần khiểm. Ta phải về nhà hỏi một chút. Ly Thanh Tuyết nói xong nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy tới, chỉ để lại một trận thản nhiên mùi thơm ngát. Thật là một thượng hạng A Mạc tử đồ hít sâu một hơi nói Đúng rồi Vừa rồi ta không có nghe lầm chớ Khi bà cô thế nhưng xin lỗi ngươi Mạc tử đồ giống như đột nhiên kịp phản ứng giống như nói Hừ Nghe nàng kia khẩu khí thế nào có một chút nhi giải thích ý tứ của Hơn nữa Giải thích toán cá thí A Nàng ngày đó còn thân hơn tay đưa ta rót rượu uống đâu Vũ thần biểu môi nói nói xong cũng không để ý tới mạc tử đồ hướng phòng ngoại đi đến nàng 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 thân thủ cho ngươi rót rượu ta cũng dựa vào a à, nàng nếu cho ta rót rượu chính là một ngày làm cho nàng đánh ba lượt ta cũng nguyện ý a à. mạc tử đồ không khỏi lấy tay phủ tráng đây không phải mạc thiếu sao vũ thần lui sau phòng cùng mạc tử đồ vừa đi ra thiên hương lâu chợt nghe đến một thanh âm truyền đến vũ thần tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái 14-15 tuổi trang phục thiếu niên đang vẽ mặt nụ cười giả tạo hướng chính mình hai người đi tới, phía sau hắn còn đi theo tám gia nô. Người này tên là Tư Mã Thanh Sam, để đô tám đại quần áo lụa là đứng hàng thứ thứ ba, là Tư Mã Gia Người. Cùng ta thực không đúng. Thường xuyên khi dễ ta là phi tu luyện giả. Mạc tử đồ nhỏ giọng đối vũ thần nói. Vũ thần nghe được mạc tử đồ trong lời nói gật gật đầu, dùng ánh mắt liếc về phía thiếu niên, thiếu niên này mặc dù mặc một thân võ giả cách ăn mặc chính là hắn sinh lòe loẹt thấy thế nào như thế nào không vừa mắt vũ thần liếc mắt một cái liền nhìn ra thực lực của hắn chỉ là một tầng thứ nhất võ giả mà thôi liền thực lực như vậy còn khi dễ mặc tử đồ đâu nếu không mặc tử đồ che giấu tu luyện giả thân phận một bàn tay có thể thoải mái giết chết hắn nhé mặc đại thiếu đây là mới từ thiên hương lâu đi ra a à, chân thật thật can đảm phách a à, không gặp phải kia ma nữ sao ha ha thiếu niên ha ha cười nói không có chút nào chú ý tới mạc tử đồ bên người vũ thần ha ha không nhọc tư mã thiếu gia ngươi lo coi như gặp phải kia ma nữ thì thế nào sẽ sợ sao nhưng thật ra ngươi lần đó bị thu thập bộ dạng ha ha hừ hiện tại khinh thường cùng nữ nhân đấu chờ tới trung cấp võ giả nói lầm bầm Sớm muộn gì làm cho nàng thần phục ở dưới háng của ta. Ha ha. Hừ. Vậy ngươi đời này chỉ sợ đều rất khó thực hiện a. À? Mà Tử Đồ nghe được lời của đối phương, khóe mắt chảy ra một tia tàn khốc, vũ thần trong lòng vừa động, chẳng lẽ Tử Đồ thích kia Ly Gia Nha đầu? Ha ha. Có vẻ như cũng là thích hợp. Tổng so với một vài phế vật mạnh hơn đi. Có phải hay không còn muốn cùng ta đến một hồi công bình quyết đấu a? À? Ha ha. Tư Mã Thanh Sam hoạt động bắt tay vào làm cổ tay ha ha cười nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 49 Sư Huynh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương thứ 49 Sư Huynh Hư Ngươi một cái võ giả, khi dễ ta một cái phi tu luyện giả, mệt ngươi còn không biết xấu hổ nói ra miệng bất quá nhìn ngươi này cách ăn mặc, đây là muốn đi thành bắt săn thú đi. Ai? Hy vọng ngươi lần này đừng nửa hướng về phía trước thứ giống nhau, chỉ đánh tới một con tùng lân thử. Mạc tử đồ lắc đầu cười nói. Tùng lân thử là một loại hơn một thước dài, chiều dài nâu da lông loại nhỏ giả thú, căn bản không tính là ma thú. Bởi vì mồm dài còn giống con chuột, cho nên tên là tùng lân thử. Hừ ngươi mạc đại thiếu gia chỉ sợ ngay cả cái tùng lân thử đều săn không đến đi cũng không biết xấu hổ ở trong này nói ai bên cạnh ngươi tiểu tử này là ai a à, lớn lên bạch bạch nộn nộn không phải là ha ha tư mã thanh sam vẽ mặt nụ cười dầm đảng nói là người đều nghe như ra hắn muốn biểu đạt ý tứ của dựa vào ngươi là vương bác đảng vũ thần trong lòng thầm mắng một tiếng nhưng không có mở miệng, lúc này vẫn là do mạc tử đồ đánh trả thật là tốt. Hừ. Tư mã thanh sam, nói chuyện với người tốt nhất ngẫm lại hậu quả. Đây là thần thiếu. Kê lúc hành tỉnh thần gia thiếu gia. Mạc tử đồ cười lạnh nói. Kê lúc hành tỉnh thần gia. Tư mã thanh sam nghe được thần gia, trong lòng cả kinh, phá hủy. Không nghĩ tới tiểu tử này có lai lịch lớn. Tuy rằng gia tộc của mình liệt vào đế đô tứ đại gia tộc, chính là cùng cái loại này biên cương đại tướng khi xuất ra vẫn là có rất lớn rất lớn chênh lệch. Gia tộc của chính mình thanh danh lại vang lên, bất quá cũng chỉ là ở thành tử không, ở tử không đại đế dưới chân. Có thể này biên cương đại tướng lại bất đồng, bọn hắn người nào không phải thật đại quý tộc. Nhất là kê lúc hành tỉnh thần gia cùng bá lan đồ hành tỉnh hồng gia, này hai nhà đều là lập được chiến công hiển hách siêu cấp gia tộc, nghe nói hai người bọn họ gia tộc binh sĩ chỉ cần đầy năm tuổi sẽ gặp được phong làm nam tước mười tuổi đó là tử tước sau khi thành niên lại càng sẽ trở thành bá tước trước mắt tiểu tử này tuổi tuy rằng không lớn nhưng ít ra cũng là cái nam tước a à, ha ha nguyên lai là thần thiếu a à, hiểu lầm ha ha một hồi hiểu lầm tại hạ tư mã gia tộc tư mã thanh sam đã sớm nghe nói qua kê lúc thần gia thiếu gia mỗi cái anh dũng bất phạm, hôm nay nhìn thấy thần thiếu thật là có may mắn may mắn a à. tư mã thanh sam lập tức thay đổi một bộ diện mạo nói hư vũ thần lạnh lùng hừ một tiếng trong ánh mắt mang theo một tia cao ngạo ngay cả đang mắt cũng không xem tư mã thanh sam liếc mắt một cái hiển nhiên không có đi tư mã thanh sam để ở trong mắt ta cùng thần thiếu còn có việc sẽ không cùng ngươi ngoạn nhi ha ha. Mạc tử đồ cũng là thấy tốt mới làm, mình và thần vũ cũng không thể bại lộ tu luyện giả thân phận, nếu là thật làm đứng lên liền có hại. Tư mã thanh sam còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến vũ thần ngay cả đang mắt cũng không xem chính mình giống nhau, không khỏi hỏa lên. Nhìn thấy mạc tử đồ cùng vũ thần lên xe, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mạc tử đồ. Ngươi tính cái thứ gì? Chờ thần gia vật nhỏ đi rồi, xem ta như thế nào thu thập ngươi còn có thần gia tiểu tử kiên nhi các ngươi thần gia thế nhưng cũng sẽ xuất hiện phi tu luyện giả a à, hư còn theo ta ngạo khí không phải một cái nam tước sao khinh thường ta là đi có có thể làm cho ngươi xem lên người thiếu gia thực vật chọn mua tốt lắm lên xe đi một cái hạ nhân đối với tư mã thanh sam nói hư không đã đi săn chúng ta đi hoàng tây khu tư mã thanh sam cười nói đi hoàng tây khu thiếu gia chúng ta đi nơi đó làm gì cái kia hạ nhân hỏi hữu thời gian chưa từng gặp qua lâm kém tiểu hầu gia chúng ta chẳng lẽ không nên đi bái phỏng một chút sao ha ha mà tử đồ mang theo vũ thần rời đi lên xe ngựa thẳng đến đế đô trung tâm hoàng khu mà đến chúng ta muốn đi đâu nhi vũ thần tòa ở trong xe ngựa hỏi ha ha tìm người chuyện tình triệu bá đã muốn phái ra mọi người yên tâm đi ta mang ngươi đi một cái kích thích nhất chơi tốt nhất nhi địa phương nga ha ha là sòng bạc đi vũ thần ha ha nhất cười nói không thể nào làm sao ngươi biết mạc tử đồ ra vẻ kinh ngạc nói vũ thần ha ha cười nói Kích thích lại thú vị địa phương, người khác không biết ngươi nội tình cũng thì thôi, ta nhưng là biết đến, bản thân ngươi nhưng sẽ không mang ta đi kia nơi bướm hoa, kia lấy ngươi mặt đại thiếu này đại quần áo lụa là thân phận, cũng chỉ có xuất hiện ở sòng bạc phần. Nghe Vũ Thần phân tích, Mạc Tử Đồ một phát miệng, cái gì gọi là trừ bỏ nơi bướm hoa chính là sòng bạc, ta cứ như vậy. Ai? Đều là quần áo lụa là gây ra họa a à? Vũ Thần nhìn thấy Mạc Tử Đồ tiếp tục nói kích thích nhất. Chơi tốt nhất nhi. Nếu ta không có đoán sai, ngươi dẫn ta đi là một tập vết chóc đánh bạc cho một khối địa phương, tin tưởng. Cũng chỉ có nơi đó. Ha ha. Không thể nào. Ngươi thật sự đoán được. Mạc tử đồ không khỏi hỏi. Để đô võ đấu trường. Vũ thần cười nói ra, năm đó ở thành Lâm Thiên, vũ thần chính là nhận thức qua một phen. Thật sự là phục ngươi. Mạc Tử Đồ cười nói. Hoàng Khu là đế đô 13 khu trung tâm, cũng là cả đế đô xa hoa nhất địa phương. Hoàng Khu trung tâm đó là đế quốc hoàng gia cung điện đàn. Đây chính là người bình thường tuyệt đối khu vực cấm, trừ bỏ trung tâm cung điện đàn ngoại. Hoàng Khu còn có rất nhiều cao nhất tồn tại, tỉ như Magician Công hội ở tử không đế quốc tổng bộ, dòng binh liên minh tổng bộ cùng với đế quốc một ít cao nhất học phủ chờ. Này võ đấu trường, đó là một trong số đó đây là đế đô võ đấu trường a vũ thần nhìn trước mắt to lớn kiến trúc hoảng sợ nói ở trên đường thời gian vũ thần đã nghĩ đến đế đô võ đấu trường nhất định so với thành lâm thiên cần to lớn hơn cũng thật khi nhìn thấy võ đấu trường một khắc này vũ thần vẫn bị thật sâu rung động võ đấu trường là đế đô lớn nhất kiến trúc cho dù trong hoàn thành lớn nhất chủ điện cũng xa xa không kịp này võ đấu trường mà tử đồ nhìn thấy vũ thần biểu tình cười nói so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn hơn riêng này độ cao còn có hai trăm thước chứ này chỉ sợ không chỉ là đế đô lớn nhất kiến trúc hay là tại cả đế quốc cũng là lớn nhất chứ vũ thần hít một hơi thật sâu nói mạc tử đồ gật gật đầu nói hẳn là có thể cùng hắn so sánh chỉ sợ cũng chỉ có mặt khác hai đại đế quốc đô thành võ đấu trường nghe được mạc tử đồ trong lời nói vũ thần trong lòng không khỏi lại nhớ tới võ đấu trường phía sau màn tồn tại vũ minh đến tột cùng khủng bố đến mức nào à đi thôi chúng ta đi vào mạc tử đồ vỗ vỗ vũ thần bả vai nói vô luận là thế nào tòa thành thị võ đấu trường vào bàn đều chỉ cần một ngân tệ vũ thần kinh ngạc phát hiện để đô võ đấu trường bên trong kết cấu cùng thành lâm thiên hoàn toàn bất đồng hoặc là nói không có một ti giống nhau địa phương Võ đấu trường chia làm chủ thi đấu khu cùng phân thi đấu khu, cả võ đấu trường nhìn thay chỗ ngồi chừng nhất 139 vạn. Nói cách khác, cả võ đấu trường hoàn toàn có thể cất chứa nhất 139 vạn người xem đồng thời quan sát trận đấu. Võ đấu trường cùng có một chủ thi đấu khu cùng chín phân thi đấu khu, chín phân thi đấu khu các hữu 11 người lôi đài, 10 tiểu lôi đài vây quanh một cái đại lôi đài. Mà chủ thi đấu khu thì có 33 cái lôi đài, bảy tiểu lôi đài bảo vệ chung quanh một cái đại lôi đài ở bốn đại lôi đài trung tâm còn lại là đế đô võ đấu trường lớn nhất chủ đánh nếu ngồi ở phân thi đấu khu chẳng phải là nhìn không tới chủ lôi đài chiến đấu sao vũ thần nói từng phân thi đấu khu đều có chủ lôi đài ma pháp hình chiếu chúng ta ngồi ở chủ thi đấu khu xem lúc đó chẳng phải ma pháp hình chiếu sao cho nên tòa ở nơi nào đều giống nhau mà tử đồ chỉ vào không trung thật lớn hình chiếu nói Vũ thần gật gật đầu, đột nhiên đem ánh mắt quét về phía đối diện thính phòng, bất quá hơn một ngàn thước khoảng cách đế vũ thần nhìn qua chỉ có rậm rạp người chút, lại là cái gì cũng thấy không rõ. Làm sao vậy? Mà tử đồ phát hiện vũ thần hành động khó hiểu hỏi. Ta cảm giác. Giống như luôn luôn có người ở nhìn chầm chầm chúng ta. Vũ thần có chút không xác định nói. À, ở nơi nào? Mạc tử đồ hướng bốn phía nhìn thấy hỏi ở đối diện a à, ha ha ngươi đừng đậu ta nơi này cự đối diện chừng hơn một ngàn thước a à, ai có thể xem thanh a à, còn nhìn chầm chầm ngươi xem ngươi làm ngồi đối diện thần a à. mạc tử đồ ha ha cười nói không ta thật sự không có nói đùa chính là ta cũng nói không rõ vì cái gì dù sao trực giác của ta luôn luôn thực cho phép vũ thần cao mày nói ai ngươi cũng quá nhạy cảm đi mà tử đồ hiển nhiên còn là không tin vũ thần trong lời nói phải biết rằng cho dù là thánh giai cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ nhất ngoài ngàn mét người ở tại này rậm rạp võ đấu trường bên trong thánh giai cường giả cũng là trăm triệu làm không được vũ thần lại nhìn lướt qua đối diện nói ngày hôm nay vẫn là sớm một chút trở về đi ách lúc này đi ta còn muốn đánh cục mấy cục đâu hôm nào đi ta tin tưởng trực giác của ta vừa rồi người nọ còn tại nhìn chăm chú vào chúng ta ta nhưng không thích như vậy bị người chăm chú nhìn ai biết người nọ có ích lợi gì ý trời ạ à, đây cũng quá tà hồ chứ ha ha thực lực như thế thấp trực giác lại nhạy cảm như thế ân ừ. thật sự là không sai không sai a à, ha ha sau khi sẽ không nhàm chán như vậy không đúng ta giống như được muốn cái xuất tràn phương thức a nhất tuấn mỹ bên trong mang theo tà dị nam tử ngồi ở vũ thần cùng đối diện thính phòng trên nghe vũ thần cùng mạc tử đồ đối thoại không khỏi cười nói tuấn mỹ nam tử nghĩ một lát nhi lại lắc đầu ai phía kia đầu óc để làm chi trực tiếp đã qua được nam tử ha ha nhất cười nói tiểu tử ngươi còn có thể trốn mở ta sao? Nhìn thấy vũ thần cùng mạc tử đồ hướng vũ đấu trường bên ngoài đi, tuấn Mỹ nam tử ta dị cười, thân thể nhoáng lên một cái biến mất không thấy gì nữa, hắn chung quanh người xem chỉ thấy trước mắt một người đột nhiên hư không tiêu thất, sợ tới mức phát ra từng tiếng yêu quái, quỷ, linh tinh kêu sợ hãi, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ. Vũ thần cùng mạc tử đồ rời đi võ đấu trường sau, lập tức lên xe ngựa hướng Bắc Thành nội bước vào. Xú tiểu tử trốn cái gì trốn. Vũ thần còn đang suy tư lên vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này, lại nghe đến một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của mình. Ai? Vũ thần lắp bắp kinh hãi, đột nhiên đứng dậy. Thần Vũ! Ngươi làm sao vậy? Lại nổi điên làm gì? Mạc tử đồ chứng kiến vũ thần đột nhiên đứng lên hô to, không khỏi hỏi. Có người ở đi theo chúng ta? Vũ thần nói xong vén lên cửa xe ngựa rèm hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tiểu tử ngốc, nghĩ đến như vậy có thể chứng kiến ta. Cái thanh âm kia lại ở Vũ thần bên tai, lại như ở trong đầu vang lên. Ngươi làm cho người ta đầy đế đô tìm ta, ta xuất hiện ngươi ngược lại muốn chạy. Này là đạo lý gì? Dựa vào. Dừng xe. Vũ thần nghe câu nói sau cùng sau đột nhiên hô. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? mạc tử đồ thật sự hết chỗ nói rồi không biết vũ thần nổi điên làm gì cái thanh âm kia thật sự vũ thần một người trong tai vang lên mạc tử đồ lại là cái gì cũng không có nghe được là vâng đúng pa đô sư phó để cho ta tìm pa đô hắn đến đây vũ thần kích động nói thật sự là đạp phá thiết hại vô mịch sử không nghĩ tới pa đô thế nhưng đến tìm mình nguyên lai like là Pado tiền bối A, à, tiểu tử không biết là ngài lão. Sớm biết rằng liền không chạy. Hắc hắc. Vũ thần biết đối phương có thể nghe được lời của mình, cho nên trực tiếp trong xe ngựa cười hắc hắc nói. Trước cái gì vai lứa? Ta là người Pado sư huynh. Thanh âm lại truyền đến, bất quá lần này tự liên mạc tử đồ cũng nghe được, bởi vì này thứ thanh âm của chính là theo ngoại xe ngựa truyền đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 50 Sư Phó là Vĩnh Hằng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương thứ 50 Sư Phó là Vĩnh Hằng Vũ thần kích động vừa muốn đi mở cửa xe, còn không có động thủ, chỉ thấy cửa xe ngựa giống như đang sống, tự động hướng hai bên tách ra, màn xe không gió mà bay hướng về phía trước cuốn công. Xuyên thấu qua đánh lái xe môn, chỉ thấy nhất tuấn mỹ tài dị nam tử đang đứng ở trước xe ngựa thản nhiên cười nam tử có một đầu màu xanh biết tóc dài màu đen không thể không nhiều kia kiểu tóc thật sự phi thường soái chính là vũ thần cảm giác giống như đã gặp nhau ở nơi nào dựa vào ta nhớ ra rồi đây không phải cùng saga giống nhau sao hoàn hảo ta nhớ nhớ lại xuất sắc a à, vũ thần nhớ rõ kia saga là kiếp trước sau khi biến mất xem qua nhất bộ phim hoạt hình Sen Seiya, bên trong chính là nhân vật, hình như là một cái hoàng kim Sen Seiya, trước mắt nam tử kiểu tóc, quả thực cùng cái kia saga giống nhau như đúc, đúng rồi, chỉ có nhan sắc bất đồng. Nam tử thân mặc một thân cao quý gấm hoa y, chỗ trán có một phiến hình tam giác màu tím mảnh nhỏ nhi, vũ thần cũng không biết đó là cái gì, nam tử bên hông buộc lên một cái màu vàng sáng đai ngọc, trên thêu một mảnh dài hẹp ám kim màu vàng hoa văn, coi như vũ thần là không chuyên môn, nhưng là đoán ra, đó là vật báu vô giá, cột tại nam tử bên hông có vẻ gì thường cao quý, một phen toàn thân màu đỏ ngọc tiêu bị nam tử cầm trong tay thưởng thức, còn hơi có vài phần thế gia công tử hình ảnh. Ngươi Ngươi là Pado Vũ thần không dám tin hỏi, sư phó đế vũ thần tìm Pado, vũ thần đánh nội tâm luôn luôn đem Pado trở thành là một tiểu lão đầu nhi, chính là Vũ thần trăm triệu thật không ngờ, Pado không ngờ là một cái trẻ tuổi như vậy thanh niên. Trừ bỏ ta. Chẳng lẽ còn có người khác sao? Nam tử ha ha cười tiến vào xe ngựa, thân hình nhìn như thực thông thả, nhưng là do giống như như ti chớp một nửa nhanh chóng, nam tử nhẹ nhàng ngồi ở vũ thần đối diện. Vũ thần dùng sức nhi nhu dụi mắt, không nhìn tin nhìn lên thanh niên, hắn là vào bằng cách nào? Ta cảm giác thấy rõ, tại sao lại nhớ lại không đứng dậy đây? Vũ thần không thể tin nghĩ đến, quay đầu nhìn nhìn mạc tử đồ, chỉ thấy mạc tử đồ đã ở dụi mắt, hiển nhiên cùng vũ thần giống nhau. Thật không nghĩ tới, nguyên lai sư phó để cho ta tìm người là sư huynh A, hát hát. Sớm biết rằng là sư huynh chúng ta còn trốn cái trắm A, ta còn tưởng rằng bị người nào trắp tâm bất lương cao thủ cấp theo dõi đâu. Vũ thần không hề cố kỹ nói. Vũ thần ở nhìn thấy này Pado sư huynh đầu tiên mắt, chỉ bằng trực giác cảm thấy này sư huynh là một hảo cùng cho người. Hơn nữa hắn đối mình tuyệt đối không có nửa phần ác ý, ngược lại làm cho người ta có một loại tín nhiệm cảm. Vũ thần biết, loại này tín nhiệm có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn là sư huynh của mình, hai người có được cùng một cái sư phó. Thứ hai, hắn quá mạnh mẽ, tuy rằng không biết rốt cuộc cường đến mức nào, nhưng vũ thần tin tưởng, này sư huynh nếu muốn đối phó chính mình, kia tuyệt đối không thể so thổi khẩu khí nhi khó khăn. Ai? là chính ngươi nhát gan đi." Pado biểu môi cười nói, đối vũ thần cũng không có cái gì xa lạ cảm giác, vũ thần cấp Pado cảm giác cũng rất hảo. Pado cảm giác được đến, người sư đệ này thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không so với chính mình thấp, thậm chí rất có thể tới sư phó chỗ cái kia một phương không gian, chính mình bởi vì một vài đặc thù nguyên nhân là không có cơ hội, không thể báo đáp sư phó dạy chi nhánh ân, cũng chỉ có nhờ sư đệ tương lai đại lao. Pado trong lòng nghĩ đến, ta nhát gan ta thần vũ từ khi ra đời tới nay sợ qua ai ta lá gan nếu nhỏ trên thế giới này còn có người can đảm người không vũ thần chụp vỗ ngực nói bên cạnh mạc tử đồ nghe được vũ thần trong lời nói không khỏi miệng liệt liệt đối vũ thần trong lời nói không nhìn thẳng cũng không biết vừa rồi là ai phi lôi kéo chính mình rời đi võ đấu trường thần vũ tiểu tử này không phải kêu vũ thần sao Pado nghe được vũ thần tự xưng thần vũ không khỏi sửng sốt bất quá một chút suy nghĩ liền hiểu rõ ra xem ra tiểu tử này không dùng tên thật a à, đây là đang nói cho ta biết đừng nói ra hắn đích thực tên đâu đúng rồi sư huynh sư phó để cho ta tới tìm ngươi rốt cuộc có cái gì an bài a à? vũ thần hỏi ha ha ngươi nhưng thật ra đủ nóng vội sư phụ trước khi rời đi giao cho ta để cho ta an bài của ngươi phát triển con đường. Sư phó lão nhân gia ông ta hy vọng ngươi có thể mau chóng lớn lên. Pado nhìn thấy Vũ Thần nói, "Ha ha, nguyên lai là như vậy a, à, chính là tu luyện không phải một sớm một chiều chuyện tình a, à, sư phó đối với ta chờ mong, ta xem muốn cho lão nhân gia ông ta thất vọng rồi." Vũ Thần bất đắc dĩ nói, "Có sư huynh an bài cho ngươi." tu luyện của ngươi có thể chậm sao? Hơn nữa, ngươi cho là sư phó theo lời mau chóng là bao lâu a? À? Pado rất là hờ hững nói. Không phải là thời gian ngắn nhất sao? Vũ thần nói, rất không minh bạch sư huynh vì cái gì hỏi như vậy. Đối với người bình thường mà nói, mau chóng có lẽ là một năm, có lẽ là năm năm, cũng có lẽ là mười năm tám năm. Đối với một ít cao cấp thánh giai mà nói, mau chóng liền có thể là tám mươi năm, một trăm năm thậm chí là mấy trăm năm chính là đối với sư phó cái loại này vĩnh hằng tồn tại mấy vạn năm có lẽ cũng chỉ là cái gọi là nhanh lên đi padovi vũ thần giải thích nói vĩnh hằng cái gì ý tứ vũ thần giật mình hỏi kỳ thật không cần giải thích vũ thần tự nhiên biết vĩnh hằng hàm ý chính là không thể tin được mà thôi ha ha chính là ngươi muốn cái kia loại ý tứ Pado không có nói rõ, nhưng Vũ Thần lại biết Pado điều chi, một bên Mạc Tử Đồ cũng là kinh ngạc cười toe toé, Mạc Tử Đồ vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua còn có không người chết, đây không phải là. Trong truyền thuyết thần sao? Chẳng lẽ? Thần Vũ tiểu tử này sư phụ phải. Thần. Trời ạ, à, sư phụ của mình không ngờ là một cái vĩnh hằng tồn tại. Vũ Thần trong lòng khiếp sợ nghĩ đến sư phó làm cho mình tương lai đến nguyên giới tìm hắn, chẳng lẽ nguyên giới? Đúng rồi sư huynh. Ngươi là làm sao tìm được đến của ta? Ở giật mình đi qua, vũ thần đột nhiên nhớ tới vấn đề này, ở 500.000 trong dân cư tìm người. Vậy cũng không thể thua kém biển rộng tìm kim A, sư huynh coi như bổn sự tiếp tục lớn, cũng rất không có khả năng đi. Pado nghe được vũ thần nghi vấn nói, trên người ngươi mang theo thương thiên lệnh đây. Thương thiên lệnh. Nga chính là nơi có khắc ngươi tên tiểu bài nhi đi ở chỗ này vũ thần vừa nói một bên theo trong vạt áo lấy ra kia nơi nâu kim chúc bài nhi xem lấy trong tay kim chúc bài vũ thần nhất thời hiểu được ta giống như minh bạch rồi có thể đây là làm như thế nào đến a à? vũ thần đã muốn có thể khẳng định sư huynh nhất định có thể cảm ứng được này kim chúc bài vị trí cho nên mới có thể tìm được chính mình chính là Cảm ứng vật phẩm vị trí, có vẻ như chưa từng có nghe nói qua. Này nhiều lắm lớn thần thông a. À? Ha ha. Chờ ngươi sau khi lớn dần lên sẽ biết. Đây là của ngươi mà bằng hữu đi. Thiên phú không tồi. Đã là tứ giai võ giả, cũng sắp cần đột phá đi. Pado cười nói. A. À. Mà Tử Đồ nghe được Pado một ngụm nói ra thực lực của chính mình không khỏi lắp bắp kinh hãi, chính mình mang theo ẩn hồn giới phụ thân không phải nói không ai có thể nhìn thấu mình là tu luyện giả thân phận sao cho dù là thánh giai cũng không thể có thể như thế nào mà tử độ không nghĩ tới đối phương liếc mắt một cái liền nhìn thấu mình thực lực trong lúc nhất thời kinh sợ ha ha không nghĩ tới ẩn hồn giới thế nhưng rơi xuống ngươi như vậy tên tiểu tử trên tay coi như là cơ duyên của ngươi đi nhớ kỹ ẩn hồn giới không chỉ có riêng chỉ là một văn kiện che giấu hơi thở bảo bối. Đối phương liền nhìn đều không có chứng kiến chính mình nhẫn đeo trên tay lên đường ra nhẫn tên, khiến cho mạc tử đồ càng phát ra giật mình. Ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp, này, vị này, ngài, ngươi cùng thần vũ là bằng hữu, là huynh đệ. Ta là thần vũ sư phụ huynh, ngươi đã kêu ta một tiếng đại ca tốt lắm. Pado ha ha cười nói, là, Vâng, đúng. Pado đại ca. Ta. Là muốn hỏi, ngài làm sao biết ta nhẫn đeo trên tay? Kêu ẩn hồn giới A. À? Mà tử đồ đưa tay hiển lộ ra kia mai màu đỏ sậm nhẫn nói. Nói lên này ẩn hồn giới, có thể là có thêm rất dài chuyện xưa, ta đừng nói, ngươi chỉ cần biết rằng, này ẩn hồn giới là ta năm đó một người bạn đã dùng qua này nọ là đến nơi. Cẩn thận ngẫm lại. Ta kia bằng hữu cũng đã mất đi nhiều năm a. À. Pado thở dài nói. Nga. Nguyên lai. Là như thế này a. À. Mạc tử đồ gật gật đầu. Ngươi có được ẩn hồn giới, lại có như thế tu luyện thiên phú, ngươi có tư cách trở thành thần vũ bằng hữu. Đây cũng là ta cùng thần vũ nói chuyện không có tránh nguyên nhân của ngươi. Pado đột nhiên nói. À, hà hà. Mạc tử đồ nghe được Pado trong lời nói, không biết nên như thế nào đáp lời sư huynh coi như tử đồ huynh không có ẩn hồn giới hắn cũng là bằng hữu của ta là huynh đệ của ta vũ thần thoải mái nói nghe được vũ thần trong lời nói mạc tử đồ trong lòng không khỏi có chút cảm động mạc tử đồ trong lòng rõ ràng vũ thần sư huynh mới vừa nói trong lời nói tuyệt đối không có một tia cao ngạo khinh thường ý của mình bởi vì vi sư phó bọn họ chính là người bình thường quả thật không có tư cách cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ sư huynh sư phó cho ngươi an bài của ta lớn dần ta muốn biết ngươi là như thế nào cho ta an bài vũ thần khẩn cấp hỏi vũ thần biết sư phó nhất định là có trọng yếu nguyên nhân không thể dạy chính mình cho nên mới đem mình giao cho sư huynh ha ha ngươi nhưng thật ra đủ nóng vội sư phó rời đi trước đã muốn đã nói với ta tình huống của ngươi Ta đã làm cho ngươi ra hợp lý an bài. Bất quá hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết. Pado cười nói, sau khi nói xong thân hình nhoáng lên một cái biến mất không thấy gì nữa. Ta nói sư huynh. Ta sao sư huynh đệ lưỡng. Ngươi còn theo ta ngoạn nhi cao thủ thần bí cảm giác A. À. Nhìn thấy Pado biến mất không thấy gì nữa, vũ thần không khỏi buồn bực hô. Vũ thần gặp qua sư phó sử dụng qua loại này thân pháp lần này nhìn thấy Pa lại thi triển thật cũng không có cái gì giật mình, có thể Mạc Tử Đồ lại bất đồng, nháy mắt biến mất, này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thế giới này nhận thức. Này, thần Vũ, sư huynh của ngươi hắn, để cái gì thực lực a? À? Mạc Tử Đồ có chút nói lắp hỏi, ta làm sao biết? Vũ thần nhún nhún vai buồn bực nói, ngươi ba ngày sau đến Thành Đông ba mươi dặm ngoại vân bích trang tìm ta. Ba đô thanh âm của ở vũ thần sâu trong lòng nhớ tới. Vâng. Bích. Trang. Vũ thần lặng lẽ đọc một lần. Vân Bích Trang. Thần Vũ. Ngươi mới vừa nói Vân Bích Trang. Mà tử đồ nghe được vũ thần nói Vân Bích Trang không khỏi lên tiếng kinh hô. Ngươi đừng cả kinh nhất chợt được không? Là Vân Bích Trang. Làm sao vậy? Vũ thần trắng mạc tử đồ liếc mắt một cái nói. Ta trời ạ, à, ngươi thật sự không biết hoặc là giả không biết. Vân Bích Trang a, nơi đó chính là mỗi một thay mặt tử không đại đế đăng cơ sau người thứ nhất đi địa phương. Nghe nói nơi đó cung cấp nuôi dưỡng lên một vị thần tiên bài vị, cũng chính là trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Chẳng lẽ sư phụ ngươi chính là chỗ đó cái kia vị? Dựa vào. Càng nói càng tà hồ. Trên đời này nào có cái gì thần tiên? Vũ thần biểu môi nói lục địa thần tiên, trong truyền thuyết đã siêu việt thánh giai tồn tại, bất quá, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Bất quá vũ thần tin tưởng, sư phụ của mình lại tại sao có thể là lục địa thần tiên có khả năng so với đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video